Chương 71 Chương 71 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lần này đi ra ngoài, Lâm Niệm không có trước khi đi đi qua địa phương, mà là đi một hướng khác, đơn giản nàng một tuần liền đi ra một lần, coi như hai tuần lễ đến một cái thành thị, cũng có thật nhiều địa phương có thể đi. Trọng yếu chính là theo khí trời càng ngày càng nóng, người bình thường không có cách nào tượng nàng như vậy tích góp lại như thế nhiều trứng gà, cũng không dám dứt khoát hẳn hoi địa thu trứng gà, vì thế cái này chuyện làm ăn hiện nay chủ yếu ở làm đầu to vẫn là nàng. bất quá lần này nàng không giống lần trước này dạng gặp phải dưỡng kê đại thôn, một hơi ở một cái thôn thu này sao nhiều trứng gà. cũng may thu hoạch cũng không ít, một ngày thời gian chạy vài cái đại thôn, cũng thu được bốn hơn vạn trứng gà. đương nhiên đối ngoại nàng vẫn như cũ xưng bản thân mới thu rồi hai vạn trứng gà. Đổng Phúc Ni ngày này chuyện làm ăn cũng không sai, lúc trở lại như lần trước nhất dạng trên mặt mang theo cười. Kiểm kê qua đi, lần này Đổng Phúc Ni cũng vẫn như cũ bán ra 4.000 nhiều hàng hóa, kiếm được 100 nhiều đồng tiền. Thêm vào lâm niệm ngày hôm nay đổi trứng gà chi ra, ngày này tổng cộng chi ra hàng hóa đại khái ở một vạn tám thiên tả hữu, tương đương với mỗi một dạng hàng hóa đều tiêu 9.000 kiện, hiện tại biết tất cùng khăn mặt tồn kho là mỗi một dạng 2 vạn 7.000 cái sau khi trở về, lại là một tuần bình thường sinh hoạt. Tuần này chuyện làm ăn quả nhiên bởi vì tuần trước khuyên tiêu thu được ảnh hưởng, đơn giản lâm niệm tuần trước cùng Mỹ nhất lượng trao đổi trách nhiệm, nàng tuần này công tác 6 ngày, trong đó có bốn trời xế chiều đều cần trách nhiệm, vừa vặn giảm thiểu đi ra ngoài bán trứng gà thời gian. Ngoại trừ trách nhiệm thời gian ở ngoài, nàng còn ở một cái thời gian làm việc gặp phải đinh hoa người vừa vặn muốn đi bán sĩ thị trường, sượt xe đi tới một chuyến bán sĩ thị trường từ khi lúc trước nói cẩn thận muốn cùng lão nhân học máy may chi hậu, nàng trên căn bản một tháng qua một lần, ngưng lại thời gian không nhiều, nhưng hệ thống tính học tập quả thật làm cho nàng may kỹ thuật so với trước tốt hơn rất nhiều. Lúc trước nàng liền đặc biệt vì bản thân làm một bộ bạc khoảng ống tay áo áo ngủ, hiện tại cái này khí hậu ăn mặc vừa vặn. Đến bán sĩ thị trường, nàng trước đi tới lão nhân cửa hàng, học một lúc may kỹ thuật sau, ở trong thị trường đi dạo hai vòng, mua mấy thớt vải vóc, chủ yếu là vải bông làm chủ. Lại thuận tiện đi mua một ít có thể phùng ở trên y phục bố nghệ trò gian. Nàng buổi tối học giỏi về nơi ở chi hậu, còn có một chút thời gian có thể nghỉ ngơi, lúc trước những này thời gian nàng đều sẽ đọc sách học thuộc lòng sách, nhưng hiện tại cùng ngô lão sư học tập, nàng rất nhiều vấn đề đều ở trên lớp giải quyết, trở lại cũng không cần vẫn vùi đầu ở học tập thường, vừa vặn rút ra điểm ấy thời gian luyện tập bản thân may kỹ thuật. Trước kia không cảm thấy, từ khi bản thân học được may chi hậu, nàng phát hiện cái này cũng là một cái chuyện thú vị, hơn nữa buổi tối đem thời gian tiêu tốn ở cấp bản thân làm trên y phục, đối nàng mà nói trái lại là thả lỏng. Tiễn hỏng rồi không cần lo lắng, cắt thành khối nhỏ đương khăn mặt, đương khăn lau cũng có thể, quần áo không cẩn thận làm chuyện xấu, nàng cũng có thể mở ra tổ chức lại, ngược lại liền bỏ ra như thế chút vải vóc tiền, rất tiện nghi. Đông tay sách ở trong tay, nàng bước vào biết tất điếm vô hạn hảo văn đều ở tấn giang văn học thành đông tây đều ở bên trong bản thân xem ngồi ở sau quầy đầu lão bản cũng không ngẩng đầu lên địa nói rằng nghe không âm thanh mới nhìn sang nhìn thấy lâm niệm thời điểm trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười lâm lão bản ngươi làm sao đến rồi khuyết hàng gọi điện thoại nói một tiếng là có thể a à, vừa vặn có xe lại đây tiện đường tới xem một chút lâm niệm cười nói khuyết hàng đúng là không có lúc trước này phê hàng còn có thể sử dụng một đoạn thời gian đâu, lần này lại đây chính là tới xem một chút hồ lão bản. Này là nên tới xem một chút, hồ lão bản đứng lên đến, cấp lâm niệm rót một chén trà, ta không giống lâm lão bản như vậy chạy khắp nơi, cũng chỉ có thể ở trong cửa hàng đợi, có lúc cũng rất tẻ nhạt. Lâm niệm nâng chén trà, cảm thụ trong ly nước nóng nhiệt độ, thấp giọng nói. Hồ lão bản như vậy chuyện làm ăn cũng hảo, không cần buôn ba. Cái này cũng là. Hồ lão bản cười ha ha. Hai người đơn giản hàng huyên vài câu, Lâm Niệm nói tới hôm nay tới mục đích. Hồ lão bản, không dối gạt ngươi nói, kỳ thực ta lần này đến quả thật có một chuyện, ngươi biết, mắt thấy mùa hè muốn đến, chi hậu thời gian mấy tháng, bông miệt chuyện làm ăn phỏng chừng khó thực hiện. Đúng đấy, nghe nói như thế, hồ lão bản trên mặt cũng sầu nổi lên, ngươi nói việc này ta cũng tưởng đâu, năm rồi thời điểm cũng là như vậy, đến mùa hè, làm ăn này liền không xong rồi, trời nóng như vậy, xuyên bông miệt thực sự là không thoải mái. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành lâm niệm nhìn hắn. Hồ lão bản cùng biết tất xưởng xưởng trưởng quan hệ tốt sao. Hồ lão bản biểu hiện một trận, ngưng nhìn lâm niệm, thấy nàng tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, trong lòng có chút nói thầm, nhưng rất nhanh sẽ cười nói. Chính là quan hệ hợp tác, khoảng thời gian này dựa cả vào lâm lão bản, Lâm lão bản muốn đông tây nhiều, này không phải, giao thiệp với liền có thêm sao. Lời này nói xong, dường như nói rồi nguyên nhân, nhưng cũng tịnh không có chăm chú trả lời lâm niệm vấn đề. Nhưng lâm niệm muốn biết đã không sai biệt lắm biết rồi. Nàng ban đầu tới nơi này mua biết tất cùng thăng mặt, chỉ có điều là trò đùa trẻ con mà thôi, đương nhiên sẽ không chọn, chỉ là chọn hai nhà phẩm loại tương đối phong phú cửa hàng nhập hàng khoảng thời gian này nàng tứ nơi dùng khăn mặt cùng biết tất đổi trứng gà, chuyện làm ăn không nhỏ, nhu cầu lượng cũng rất lớn, này dạng số lượng lớn, nếu như là hãng nhỏ, e sợ không có cách nào chống đỡ. Cả hai nhà này không chỉ có chống đỡ được, còn cố ý chủ động nói ra nhà xưởng bên trong tăng giờ làm việc sự. Từ một điểm này có thể thấy được hai nhà này cùng nhà xưởng quan hệ phải rất khá, có thế còn dính thân mang cố cùng với hai nhà phía sau nhà xưởng quy mô khả năng còn không nhỏ. Đối lâm niệm tới nói, nàng lựa chọn này hai gia chủ nếu như bởi vì hợp tác lâu, đối tin tưởng lẫn nhau độ càng cao hơn, hiện tại nhận ra được tình huống như vậy, đối nàng tuyệt đối là thu hoạch bất ngờ. Hồ lão bản, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biết hồ lão bản cùng nhà xưởng quan hệ như thế nào, ta muốn hỏi một chút nhà xưởng mùa hè có bán hay không tất chân, nếu là có, ta liền không cần tìm những khác cửa hàng bán sĩ. Lâm Niệm chủ động nói rằng. Nói tới mùa hè, đương nhiên vẫn là tất chân, màu da tất chân phối hợp dày xăng, đang, xem như là thời đại này tiêu phối. Hồ lão bản suy nghĩ một chút. Tất chân cùng bông miệt không giống nhau, dùng vật liệu cũng không giống nhau, đại khái. Kỳ thực hồ lão bản trong cửa hàng còn có thể kim bán tất chân, dù sao mùa hè đến, thượng một ít tất chân làm ăn này cũng hảo làm một ít, lâm niệm nói như là đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng nói bất quá bông miệt thoại có thể làm bạc khoảng ngắn bông miệt sao hồ lão bản con ngươi chuyển động thần thái cũng nóng một ít lâm lão bản ý tứ là lâm niệm cười giơ lên bản thân chân đưa tay khoa tay một hồi mùa hè ma nếu như là xuyên giày xăng đang tự nhiên là phối hợp tất chân tương đối nhiều nhưng nếu như là xuyên cao dép lê đâu cảm thấy đắt xuyên tất chân không quá thích hợp nếu như có thể làm ngắn khoảng bông miệt, dán vào cao dép lê to nhỏ này loại, mặc ở bên trong, nhân gia cũng nhìn không ra ngươi xuyên không có mặt biết tất, khả chính ngươi thoải mái, lời nói như vậy có lẽ sẽ có người mua ba. Hồ lão bản mặc dù là cái nam nhân, nhưng hắn vẫn làm biết tất chuyện làm ăn, lâm niệm này nói chuyện, hắn lập tức rõ ràng nàng ý tứ, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy biết tất xác thực hội có thị trường. Lâm lão bản ngươi chờ một chút, ta đang dương, Điện thoại hỏi một chút. Nói, Hồ lão bản liền mang theo cười gọi điện thoại, đối phương bắt đầu hiển nhiên không phải hắn muốn tìm người, nhưng tìm một vòng, hắn rất nhanh sẽ tìm được người rồi. Chi hậu nói nữa, Hồ lão bản bắt đầu nói tới Phương Ngôn, hơn nữa minh hiển không phải Hàng Châu Phương Ngôn. Hiển nhiên, người đối diện cùng Hồ lão bản là từ một chỗ đi ra. Lâm Niệm ngồi ở trên cái băng, nâng lên cái chén, uống một hớp đã lương hạ xuống nước trà lẳng lặng mà chờ đợi hồ lão bản đánh xong này cú điện thoại. Một lúc chi hậu, hồ lão bản cúp điện thoại, vui rạo rực địa đi về tới, hướng về phía lâm niệm cười. Lâm lão bản, người ý nghĩ rất tốt, bông miệp nhà xưởng này vừa nói, người nói bít tất có thể làm, hơn nữa bọn họ hội nghĩ biện pháp đem bít tất thiết kế hảo, ở hảo xuyên đồng thời giảm thiểu bít tất không cẩn thận bóc ra tình huống. Đến thời điểm bít tất sản xuất ra, khẳng định trước cấp lâm lão bản hơn nữa còn có thể cấp lâm lão bản giá ưu đãi cách. Lâm niệm được nàng muốn, lập tức cười nói tạ. Còn có một việc, hồ lão bản nghĩ đến trước sự, lâm lão bản muốn tất chân, ta nhớ tới có một cái xưởng, này cái nhà xưởng cùng bông miệt xưởng cũng có chút quan hệ, quay đầu lại ta đi liên lạc một chút, bảo quản có thể cấp lâm lão bản thỏa mãn bán sĩ giới. Như vậy nhận lời, là ở dành cho vớ ưu đãi điều kiện tiên quyết, lại cho một tầng ưu đãi. Lâm Niệm tự nhiên có thể bản thân đi liên hệ tất chân xưởng, nhưng nàng không có nhân mạch, cuối cùng bắt được giá cả chắc chắn sẽ không quá thấp, có hồ lão bản ở chính giữa ban bận biệu, nàng tưởng bản thân muốn bắt đến so với chính nàng đi đàm luận xuất xưởng giới còn thấp hơn bán sĩ giới. Vậy thì phiền phức hồ lão bản, đa tạ hồ lão bản. Lần này lại đây có thể được kết quả như thế, Lâm Niệm đã hài lòng. Nơi nào là ta nên cảm tạ Lâm lão bản mới là, Hồ lão bản cười cùng Lâm Niệm chạm chén trà, hy vọng sau đó chúng ta có thể tiếp tục hảo hảo hợp tác. Lâm lão bản đầu óc tốt, chuyện làm ăn khẳng định càng làm càng lớn nga, có thế đến thời điểm còn phải thỉnh Lâm lão bản nhiều chăm sóc đâu. Hai người nói thoại, trên mặt đều nụ cười mãn mãn. Lâm Niệm lúc rời đi, vẫn là hồ lão bản tự mình đưa ra môn. Đi ra bếp tất phô, Lâm Niệm lại đi khăn mặt cửa hàng ngồi một lát, khăn mặt cùng bếp tất không giống nhau, coi như là mùa hè, cũng không ảnh hưởng khăn mặt tiêu thụ, nàng không cái gì quá nhiều ý nghĩ, cùng khăn mặt phô lý lão bản đơn giản tự ôn chuyện, liền ly mở ra. Ly khai khăn mặt phô chi hậu, nàng liếc nhìn thời gian, khoảng cách lúc trước nói cẩn thận thời gian còn kém một lúc, nàng coi như đi ra bán sĩ thị trường, cũng chỉ có thể chờ đợi xe lại đây. Tả hữu không chuyện gì, nàng tại bán sĩ trong thị trường đi dạo lên. Đại khái là phụ cận này cái bán sĩ thị trường sắp dựng thành, nghe tin tức tới được người càng đến càng nhiều cái này bán sĩ trong thị trường hàng hóa phẩm loại cũng nhiều hơn một chút lâm niệm một đường nhìn sang ngoại trừ bán vải vóc cửa hàng ở ngoài còn có bán đồ trang sức bán chén dĩa cùng với bán giấy nàng bước tiến dừng lại ở một cái chuyên môn bán giấy cửa hàng cửa trong đầu tâm tư quay một vòng chi hậu nàng mang theo cười đi vào lúc đi ra trong tay không chỉ có mang theo năm sáu đề đại túi quyển giấy còn cầm một tờ giấy. Trên tờ giấy viết mấy cái địa chỉ cùng mấy cái phương thức liên lạc. Đương nhiên, địa chỉ này tịnh không phải quyển giấy sinh sản xưởng, mà là giấy bản sinh sản xưởng. Quyển giấy vào lúc này vẫn là cực kỳ hiếm thấy, dù cho là làm tỉnh lỵ thành thị Hàng Châu, cũng là vừa mới bắt đầu lưu hành quyển giấy, nhưng Lâm Niệm biết, trong tương lai mấy năm, quyển giấy hội triệt để ở Hàng Châu trải rộng ra. Tuy rằng giá cả lượt quý một điểm, nhưng mềm mại, thư thích đặc tính, Đối với từ từ đối với cuộc sống điều kiện có theo đuổi hàng châu nhân mà nói, tuyệt đối là bọn họ đồng ý dùng tiền đông tây. Cho tới giấy bản, cứng rắn, thô ráp, cũng khi theo thời đại trôi qua, theo quốc nội sinh hoạt điều kiện phổ biến càng ngày càng tốt, mà từ từ bị đào thải. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học thành chỉ có điều hiện tại tới nói, còn xa không có đến giấy bản bị đào thải mức độ. Lâm niệm khoảng thời gian này vẫn đang suy nghĩ có cái gì Tân Đông Tây có thể bị nhu cầu, để nông thôn người đồng ý dùng trứng gà để đổi. Hiện tại có. Tuy rằng giấy bản tiện nghi số lượng lớn, còn diện tích phương, khả năng có kho hàng A được cung vớt bằng TTV trên Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Chương 72 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com cái này cũng là nàng cố ý đi vào quyển giấy cửa hàng nguyên nhân. Tuy rằng quyển giấy cửa hàng lão bản không hẳn cùng giấy bản xưởng có liên hệ, nhưng quyển giấy xưởng lão bản có cỏ giấy xưởng phương thức liên lạc là bình thường. Huống chi nàng bán giấy bản theo người ta bán quyển giấy tịnh không xung đột, vì thế chỉ là hơi hơi hàng huyên hai câu, quyển giấy phô lão bản liền gật đầu đáp ứng rồi ban nàng gọi điện thoại hỏi một chút. Này không, trong tay thì có vài cái phương thức liên lạc bởi vì nàng lúc trước cố ý nhắc tới bản thân cần giấy bản xưởng địa chỉ không nhất định cần phải ở Hàng Châu phụ cận, phía trên này liên hệ địa chỉ có mấy cái tịnh không ở Hàng Châu. Bất quá nàng mỗi tuần cố định ra một lần Hàng Châu, nếu như có thể tìm được thích hợp, tiện đường, giấy bản xưởng, nàng quay đầu lại mua giấy bản cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đi ra bán sĩ thị trường, nàng nhìn thấy cách đó không xa lái tới xe, giơ tay liếc nhìn thời gian, cái này điểm vừa vặn. Xe dừng lại, trên xe có người nhảy xuống, bước nhanh đi tới Lâm Niệm bên người, ngẩng đầu muốn sách nàng trong tay đông tây. Niệm tỷ, ta tới bắt ba. Lâm Niệm bất đắc dĩ. Ta so với ngươi tiểu ba. Đối phương cười hì hì. Tôn trọng tôn trọng, Niệm tỷ cũng coi như là ta nửa cái lão bản, Hoa ca nói rồi, nhất định muốn hảo hảo chiếu cố Niệm tỷ, ta đến ta đến. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Niệm vẫn là đáp một tiếng, sau đó đem trong tay đông tây đưa tới. Này quyển giấy dùng rất tốt, quay đầu lại đến nơi rồi, Người sách nhất lên xuống, đại gia đều có thể dùng. Nàng nói địa phương, chính là đinh hoa thuê lại đến kho hàng. Đông tây là cấp đại gia, cũng là không cần thiết khách khí, đối phương lập tức gật đầu. Này ta thế đại gia cảm tạ niệm tỷ. Lâm niệm vẫn là nghe không quen, niệm tỷ xưng hô như thế, nhưng cũng không có lại đi sửa lại, Đi tới vị trí kế bên tài xế, cất bước đi tới. Từ quán cơm vị trí đến bán sĩ thị trường, xe công cộng đến một chuyến liền muốn hơn 1 giờ, qua lại hơn 2 giờ, lại đây một chuyến, 2 giờ thời gian nghỉ ngơi cũng phải háo ở đây. Trừ phi lâm niệm sáng sớm dậy sớm một ít, mới có thể tới kịp chạy trở về thượng 10 giờ ban. Hiện tại có xe liền thuận tiện có thêm, bởi vì không cần ngừng cùng đi vòng, từ quán cơm lại đây không kẹt xe tình huống hai mươi mấy phút liền có thể tới, qua lại đều chỉ cần tứ năm mươi phút chung, cứ như vậy, nàng còn có thể ở bán sĩ thị trường cuốn hơn một giờ, đối nàng như vậy mục tiêu sáng tỏ người tới nói, điểm ấy thời gian đầy đủ. Xe một đường không ngừng mà lái về kho hàng vị trí. Đến địa phương, Lâm Niệm xoay người tưởng nắm đông tây, cũng đã bên cạnh ngồi người ngăn lại. Niệm tỉ xuống xe ba, chút chuyện nhỏ này ta đến. Lâm Niệm chỉ được quay người lại, mở cửa xe xuống xe. Đinh Hoa vào lúc này đang ngồi ở kho hàng dựa vào môn địa phương, nhìn thấy hai người xuất hiện vẫy vẫy tay. Mùi tử, lại đây ăn kem. Khí trời ăn kem. Lâm Niệm cảm thụ một chút nhiệt độ, tuy rằng không phải rất lạnh, nhưng cũng không có đến ăn kem nhật tử. Khí trời ăn kem mới thoải mái đâu, hơn nữa ngươi không biết, khuân đồ cũng rất nóng, Đinh Hoa nói, ngậm kem đứng lên, hướng về Lâm Niệm vị trí đi tới, chỉ chỉ sát vách, ta trước cố ý phê một nhóm kem, liền đặt ở sát vách quầy bán đồ lặt vặt, ngươi ăn sao? Không được, cảm tạ, lập tức 10 giờ, ta đắt nhanh lên một chút chạy đi làm, lâm niệm cười nói tạ, từ xuống xe trong tay người tiếp nhận chính nàng đông tây, chỉ vào trong tay đối phương còn lại một túi quyển giấy, vừa đi bán sĩ thị trường nhiều mua một ít quyển giấy, này một túi sẽ đưa các ngươi. Này nhiều thật không tiện a à, đinh hoa để sát vào xem quyển giấy, ai u, này giấy khả không rẻ, nói là tân giấy đâu, so với giấy bản nhuyễn có thêm. Bán sĩ đến, giá cả cũng còn tốt, coi như là ngày hôm nay sau ta đoạn đường tạ lễ. Lâm Niệm mỉm cười, này các ngươi bận biệu, ta trước hết đi rồi, lại muộn e sợ bị muộn rồi. Này ngươi thiên nhiệt thời điểm đến ăn kem a, à, Đinh Hoa bắt chuyện, nhìn theo Lâm Niệm ly khai, quay đầu lại đem quyển giấy mở ra, bàn tay tiến vào trong túi nặng nặng, ngươi đừng nói, này giấy vẫn đúng là nhuyễn ta nắm một nửa về nhà dùng, còn lại ở lại chỗ này. Hoa ca đều đem đi đi. Người bên cạnh nói rằng, không phải là mấy quyển giấy sao, muội tử cấp, tùy tiện dùng, dùng được rồi quay đầu lại chính chúng ta mua, đinh hoa không có vấn đề nói, bày đặt, các ngươi cũng dùng dùng, lúc làm việc không cần, các ngươi một người nắm một quyển trở lại, cho nhà nhân dùng. Cảm tạ hoa ca, người đối diện đáp lời, cũng đưa tay nặng nặng, không nhịn được cảm khái, thật nhuyễn cùng khăn mặt tự. Một bên khác, Lâm Niệm mang theo mấy túi quyển giấy, đi ngang qua viên quế hoa gia thời điểm đưa mấy quyển, đến nơi ở dưới lầu, cũng cấp với thẩm trong nhà đưa một ít, còn lại thả trên lầu trong phòng vệ sinh. Tuy rằng kiếp trước nàng không phải rất giàu có, nhưng quyển giấy hay là dùng nổi, đột nhiên trọng sinh trở về, lập tức dùng về giấy bản, nàng còn có chút không quen, nếu hiện tại có quyển giấy dùng, trong phòng vệ sinh những này giấy bản cũng nên quan vinh về hưu vải bông loại hình đông tây đều đặt ở máy may bên cạnh. Này máy may vẫn là Đỗng Phúc Ni, lúc trước hai người gặp phải thời điểm, Lâm Niệm còn cố ý hỏi qua Đỗng Phúc Ni có muốn hay không, nàng chỉ nói dùng địa phương không nhiều, giữ lại cũng diện tích phương, phía sau liền không còn nói về. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành Lâm Niệm ở máy may đứng trước mặt một lúc, cẩn thận ngẫm lại vẫn là rất thần kỳ, lúc trước Đỗng Phúc Ni lúc đi, nàng còn tưởng rằng hai người sẽ không gặp mặt lại, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ trở thành quan hệ hợp tác mắt thấy nhanh hơn bang nàng vội vội vàng vàng chạy đi quán cơm khoảng thời gian này nàng hầu như đều là tạp điểm đến bếp sau bất quá nàng thời gian nắm rất chuẩn mấy tháng đều không có trễ quá ngày đó cũng giống như thế bất quá ngày đó bếp sau bầu không khí nhưng không giống nhau lắm lâm niệm đứng ở phía sau trù cửa đi vào trong liếc nhìn ngoại trừ tới làm công nhân ở ngoài nàng lại vẫn nhìn thấy lão bản phải biết quán cơm vị ông chủ này cũng là ngày lễ ngày tết thời điểm sẽ xuất hiện một lần bình thường cơ bản không sẽ xuất hiện tại bọn họ trước mặt bây giờ hắn đứng ở chỗ này toàn bộ bếp sau đều trở nên yên tĩnh cực kỳ ngụy nhất lượng đứng ở trong góc nhỏ nhìn thấy lâm niệm sau vội vã trùng nàng nháy mắt thật giống muốn truyền đạt gì đó khả lâm niệm vừa không có học được bộ mặt vẻ mặt phân biệt xem hắn dáng dấp như vậy hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là ý gì không nhịn được nhíu mày Vài giây chi hậu, nàng liếc nhìn thời gian, vừa vặn là 59 phân, còn kém một phút chính thức đi làm. Nếu như lúc này không đi vào, nàng thật là bị muộn rồi. Nghĩ tới đây, lâm niệm lấy dũng khí, cất bước tiến vào bếp sau. Nàng này hơi động, bên trong người ánh mắt đều quét tới. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn gian văn học thành lâm niệm cười gượng hai tiếng. Thật không tiện, có chút việc khá bận, ta trước thay quần áo rửa tay chờ chút thanh âm này vừa ra sở hữu mọi người nín thở lâm niệm nhìn sang khẽ mỉm cười lão bản ân ừ, ta nhớ tới ngươi ngươi là lâm niệm lão bản ánh mắt nhìn sang ở lâm niệm trên mặt dừng lại lúc trước lý vân ở ta trước mặt nhắc tới quá ngươi mấy lần nói ngươi làm việc kỹ lưỡng tính ra ngươi đương thái rau công cũng vài tháng còn thích ứng sao lão bản đều chủ động mở miệng lâm niệm tự nhiên không tốt đi thay quần áo gật đầu nói. Còn thích ứng, đại gia đều rất ban bận biệu, phân công rất tốt, hợp tác vui vẻ. Ân. Ừ. Lão bản đáp lời, đột nhiên dừng lại đã lâu. Lâm niệm lặng lặng nhìn, không dám lên tiếng. Thật lâu sau, lão bản như là đột nhiên quyết định. Nghe nói ngươi trước cùng vương đại trù học được trù nghệ. Ngươi hiện tại trù nghệ như thế nào? Lâm niệm không biết lời này là có ý gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời vương đại trù nói ta trù nghệ chỉ có thể miễn cưỡng qua ải cái này quán cơm trù nghệ tốt nhất chính là vương đại trù làm đại trụ tử vương đại trù thân phận có thể tưởng tượng được vì lưu lại vương đại trù hắn đại khái là toàn bộ quán cơm tiền lương cao nhất thời gian làm việc ngắn nhất người cái này điểm còn chưa tới vương đại trù giờ làm việc nghĩ tới đây nàng trong lòng chấn động bếp sau đại gia như thế căng thẳng sẽ không là vương đại trù đi rồi ba sẽ không a à. Mấy ngày nay Vương đại trù xưa nay đều không nhắc tới khởi quá việc này, hơn nữa nàng còn không hết một lần nghe Vương đại trù nói ở quán cơm công tác rất tốt, hắn có tay nghề, không muốn sinh hoạt quá bận rộn, đã nghĩ ung dung một điểm, quán cơm cấp hắn đãi ngộ hảo, hắn tự nhiên đồng ý giữ lại, quay đầu lại dù cho này quán cơm không xong rồi, quá mức hắn lại mặt khác tìm cái quán cơm công tác, lấy hắn tay nghề, hoàn toàn không lo không tìm được việc làm. Ở Vương đại trù trong mắt, khai trừ không khai trừ sự là không tồn tại duy nhất hắn khả năng ly khai nguyên nhân chính là quán cơm đóng cửa bất quá lời này nàng cũng không dám cùng ngoại nhân nói dù sao vương đại trù cũng coi như là nàng sư phụ tôn sư trọng đạo nàng vẫn là biết đến huống chi lời này nói ra khẳng định đối vương đại trù không có ảnh hưởng nàng đổ không hẳn còn có thể ở lại trong tiệm cơm tuy rằng khoảng thời gian này nàng ở bên ngoài đầu cũng kiếm lời không ít tiền nhưng quán cơm công tác nàng cảm thấy vẫn được không làm lỡ kiếm tiền còn có thể học được càng tốt hơn tay nghề vẹn toàn đôi bên sự không làm bạch không làm ở lâm niệm suy nghĩ thời điểm này đầu lão bản cũng ở chăm chú cân nhắc cái gì một hồi lâu chi hậu lão bản đột nhiên hít một tiếng chủ động đã mở miệng là như vậy trong tiệm cơm đột nhiên đi rồi hai cái đầu bếp ngươi biết thời đại này có tay nghề người bên ngoài đều muốn cướp bọn họ hai đột nhiên ly khai đối quán cơm cũng sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn, ta nghe nói ngươi trước luyện qua trù nghệ, không phải vậy, thử xem. Lâm niệm lặng lẽ, lão bản lời này vừa ra, nàng cả người đều có chút dạy ra. Này cái, lão bản, ta chính là học một đoạn thời gian trù nghệ, tay nghề xác thực bình thường thôi, này nếu như làm đập phá, e sợ đối quán cơm không tốt. Nàng cho rằng lão bản tự mình lại đây, là vương đại trù sự, không nghĩ tới dĩ nhiên là một hơi đi rồi hai cái đầu bếp, tuy rằng đi hai cái đầu bếp còn kém rất rất xa vương đại trù cốt xấu ba cái xú thợ dày còn đỉnh cái da cắt lượng lần này đi rồi hai cái chủ yếu là đối quán cơm phổ thông khách mời mang đến ảnh hưởng dù sao lớn như vậy quán cơm cho dù có vương đại trù như vậy bề ngoài chỉ huy một mình cũng không được a à. đang lúc này bên ngoài trước cửa sổ truyền đến âm thanh có tân tờ khai Thoại đến một nửa đối phương đột nhiên nhìn thấy lão bản nói lắp lên này cái tiếp sau thử xem ba lão bản hạ quyết tâm gọi nhân đem tờ khai lấy tới ngô vi dân ngươi dẫn người đi bị món ăn tiểu lâm liền cái này tờ khai ngươi thử xem mặc kệ làm có được hay không quay đầu lại đều sẽ cấp ngươi phát một cái đại hồng bao nếu như có thể ngươi liền tiếp một tiếp được không vô hạn hảo văn đều ở tấn gian văn học thành lời đã nói đến phần này thượng lâm niệm không tiếp nhiệm vụ này thực sự là không thích hợp Đối nàng tới nói, thái rau công cùng đầu bếp trên lệch cũng không phải quá nhiều, thực sự không được quá mức lại quay đầu thái rau, ảnh hưởng không lớn. Nghĩ tới đây, nàng gật đầu đáp ứng. Hành, này ta liền thử xem ba. Nói xong, nàng tiếp nhận lão bản trong tay tờ khai, thấy rõ khách mời muốn món ăn, ở trong đầu mô phỏng một hồi chờ một lúc nấu ăn bước đi. Vào lúc này thời gian, ngô vi dân cùng Ngụy Nhất Lượng đã bắt đầu lưu loát địa thái rau, bị món ăn. Lâm Niệm ước lượng một chốc hai người bị món ăn tốc độ, đợi được trên lệch thời gian không nhiều sau, cầm lấy thùng dầu hướng về trong nồi đổ du. Xào hương, hạ món ăn, xào thục. Sở hữu quy trình đều ở Lâm Niệm nắm ở trong. Cũng không lâu lắm, một đạo sắc hương vị đầy đủ món ăn mới vừa ra lò. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 chương 73. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Có thể được không? Lâm Niệm đột nhiên hơi sốt sắng, này vẫn là nàng lần thứ nhất nấu ăn cấp người xa lạ ăn. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành, thử xem ba, lão bản ánh mắt ở trước mặt món ăn này thượng dừng lại một lúc, gọi nhân trước đem món ăn bưng ra đi, quay đầu lại cùng Lâm Niệm nói chuyện, còn lại mấy món ăn ngươi đều làm tới xem một chút, nếu như có thể, cái này cương vị ngươi trước lâm thời đẩy, thực sự sẽ không món ăn gọi lưu sư phụ ban bận biệu. Lưu sư phụ là còn lại không có đi đầu bếp. Bếp sau đầu bếp tổng cộng có tứ cá nhân, vương đại trù đến thời gian ngắn, ngoài ra chính là lưu sư phụ cùng mặt khác hai cái, bọn họ cũng là quán cơm chủ yếu đầu bếp, nhưng lúc này đột nhiên đi rồi hai cái, mang ý nghĩa chỉ có lưu sư phụ có thể làm cơ sở món ăn, lúc này mới hội dẫn đến lão bản tự mình lại đây đầu bếp tuyển mộ so với thái rau công còn muốn phiền phức bởi vì chỉ cần là đầu bếp thái rau tay nghề khẳng định đều là có nhưng nếu như là thái rau công nhưng không nhất định hội nấu ăn nói thí dụ như ngụy nhất lượng lâm niệm trước kia cũng sẽ không quá bất quá là khoảng thời gian này theo học một ít mới coi như miễn cưỡng nhập môn đối nàng tới nói mặc kệ là đầu bếp vẫn là thái rau công kỳ thực tịnh không có quá to lớn chênh lệch Ngược lại thời gian nghỉ ngơi cùng trách nhiệm thời gian đều không khác mấy. Vào lúc này đột nhiên gặp phải như vậy bất ngờ, dù cho là không trâu bắt chó đi cày cũng muốn làm hảo. Chung quy sẽ không xuất hiện càng nguy tình huống. Như thế nghĩ, Lâm Niệm tâm tình bình phục lại, chăm chú bắt đầu làm mặt sau món ăn. Từng đạo từng đạo món ăn ra nồi vào bàn, sở hữu mọi người xuyên thấu qua bếp sau cùng tiền thính cửa nhỏ quan sát bên ngoài thực khách biểu hiện, đặc biệt ngụy nhất lượng Mỗi lần xem xong đều sẽ quay đầu lại cùng Lâm Niệm nói một tiếng. Ăn ăn. Vẻ mặt không có thay đổi gì, bọn họ không phát hiện thay đổi đầu bếp sao? A, à, bọn họ đang tán gẫu, cũng không biết đang nói chuyện gì, nhìn còn thật vui vẻ. Vừa ăn cơm một bên tán gẫu, thật thoải mái. Hoàn toàn không nói thêm gì a, à, còn tưởng rằng bọn họ hội có ý kiến gì đâu. Bếp sau người cũng nghe Ngụy Nhất Lượng nghĩ linh tinh lúc mới bắt đầu vẫn đúng là bị hắn thoại nắm mũi dẫn đi đến lúc sau trên mặt đều mang tới nụ cười không nói cái gì không phải là tiểu lâm làm món ăn qua ải sao đây là chuyện tốt a à, chính là chính là ta liền nói tiểu lâm làm món ăn có thể hành này không quả nhiên có thể hành tiểu lâm nhiều chăm chú a à, thật lòng nhân quả nhiên hội có hảo báo lại lâm niệm đứng bếp bên trên mặt căng thẳng cùng nghiêm túc từ từ biến mất tâm tình so với trước tốt hơn một chút lão bản nhìn một chút quay đầu lại cùng lâm niệm nói chuyện không sai xem ra khoảng thời gian này ngươi nỗ lực quả thật có thành quả như vậy ngươi tạm thời trước thế thân cái này cương vị chung quy phải trước thử xem ta để lý vân khoảng thời gian này thêm đem kình đem các ngươi bên này người tìm đủ cho tới ngươi cái này cương vị nếu có thể hành ngươi liền đón lấy đi lâm niệm chăm chú gật đầu lão bản suy nghĩ một chút lại nhìn lâm niệm bất quá ta nghe nói ngươi khoảng thời gian này ở bản thân làm ăn. Lời này vừa ra, Lâm Niệm Tịnh không có cảm thấy quá mức kinh ngạc, dù sao nàng bán trứng gà sự tịnh không có cố ý ẩn giấu. Nếu như là trước, nàng đại khái không thể hiểu rõ lão bản ý tứ, nhưng lúc này, không biết tại sao nàng đột nhiên phản ứng lại, mở miệng nói. Nếu như có một ngày ta phải đi, khẳng định sớm nói cẩn thận, nhất định chờ chiêu đến nhân chi hậu mới sẽ rời đi cùng làm ăn so với quán cơm chút tiền lương này xác thực xem như là tiểu tiền nếu như là chuyên tâm muốn kiếm tiền chắc chắn sẽ không lưu ý quán cơm công tác chỉ là lâm niệm vẫn luôn muốn học thêm chút đông tây mới hội ở lại quán cơm nhưng nàng cùng quán cơm luôn có một phần tình nghĩa ở nên kiếm sống khẳng định đắt làm hảo nhất định phải đi này cũng là ở song phương đều thỏa mãn điều kiện hạ quả nhiên nàng như thế nói chuyện lão bản trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hảo, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm, lúc trước Lý Vân nói ngươi người này đặc biệt thực sự, ta còn đang suy nghĩ nàng có phải là bởi vì yêu thích ngươi, vì thế khuyết đại, bây giờ nhìn lại, nàng nói hóa ra là nói thật. Lâm niệm cúi đầu, có chút thật không tiện, cũng có chút kỳ kỳ là lạ, lạ. Dù sao người trước mặt là lão bản. Cũng may lão bản cũng không có dừng lại quá lâu, tạm thời giải quyết vấn đề này chi hậu, hắn lập tức bận biểu đi tới. Lão bản sau khi rời đi cũng không lâu lắm, Lý Vân lại đây, không có tượng trước mấy lần đổi cương này dạng gọi đi nàng nói chuyện, mà là cười cấp nàng thụ cái ngón tay cái, chi hậu lặng lẽ ly khai. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành mạnh kha mẫn cùng lưu hân đại khái là mới vừa lên không bao lâu, nghe được tin tức liền lưu sang đây xem, thấy lâm niệm thích ứng rất tốt, lại là một phen khích lệ. Rất thần kỳ, thật giống như hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ Lâm Niệm đổi cương nhất dạng Quán cơm chính thức bắt đầu doanh nghiệp chi hậu Lâm Niệm cùng Lưu Sư Phụ bắt đầu bận biểu lên Lâm Niệm chung quy là thay đổi giữa chừng Tịnh không phải đầu bếp chuyên nghiệp Rất nhiều chuyện nàng cũng không quá hiểu Chỉ có thể hỏi Lưu Sư Phụ Cũng may hai người trước từng qua lại Lưu Sư Phụ cũng biết Lâm Niệm thỉnh thoảng sẽ cùng Vương Đại Trù học nấu ăn Vào lúc này cũng vui vẻ giáo nàng thích ứng cái này cương vị Tới gần vào buổi trưa vương đại trù chậm rãi đi bộ lại đây thấy lâm niệm đứng kệ bếp trước cũng là một trận kinh ngạc nghe được nguyên nhân sau cũng là một trận tức giận mắng phải đi đi liền không thể chờ nhất đẳng sao mấy ngày cũng chờ không được càng muốn làm cho người ta gây phiền toái không biết còn tưởng rằng bọn họ vội vàng đi đầu thai hùng hùng hổ hổ chi hậu hắn đi tới lâm niệm bên cạnh người nhìn nàng động tác gật gật đầu rất tốt xem ra ngươi khoảng thời gian này có đang luyện tập bất quá ngươi tư chất vẫn là bình thường, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn 3. Lâm Niệm biết Vương đại trù phán xét tiêu chuẩn, đối hắn thoại không có quá to lớn cảm giác, chỉ là làm tốt bản thân phận sự sự. Nàng nghĩ rất thoáng, bản thân tư chất không được, vậy thì làm tốt bản thân tư chất hạ có thể làm được sự, có thể nuôi sống bản thân là được, nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ để bản thân không vui. Có lưu sư phụ cùng Vương đại trù ở, cấp đến lâm niệm này chút món ăn đều ở nàng phạm vi năng lực nội, công việc này không nói cùng thái rau công so với ung dung trình độ làm sao, nhưng cũng may cũng đều là nàng hội, đổ không cái gì không quen. Nàng tình cờ cũng sẽ lặng lẽ đi xem xem bên ngoài khách mời tình huống, số lần không nhiều, nhưng có lúc nghe được một đôi lời hương vị không sai, nàng cũng đã hài lòng, càng nhiều nàng cũng không bắt buộc. Dù sao nàng trình độ đặt tại nơi này, có thể được một câu không sai đã xem như là to lớn nhất khiếp lệ. Đến lại buổi trưa phân, trách nhiệm sự còn cần chú ý. Lâm niệm tuần trước cùng Ngụy Nhất Lượng thay đổi trách nhiệm, tuần này thế nào cũng phải trả lại, coi như thay đổi cương vị, cũng không thể nói mà không tin, nhưng đầu bếp cương vị có thể cắt lượt chỉ còn lưu sư phụ một người, cũng không thể tổng để lưu sư phụ trách nhiệm. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành ta một người trách nhiệm có thể không? Lâm niệm vấn đạo, buổi chiều lúc này khách mời không nhiều, ta tốc độ nhanh một ít, nên có thể làm tốt này hai một công việc. Ngươi thật có thể hành. Tuy rằng trách nhiệm thời điểm thông thả, nhưng Hảo không dễ dàng có thời gian nghỉ ngơi, đại gia vẫn là hy vọng có thể đi ra ngoài linh lợi, không cần bị vây ở trong phòng bếp. Có thể, lâm niệm trên mặt lộ ra nụ cười, xác nhận có thể chi hậu, nàng trong lòng thở vào nhẹ nhõm, này vốn là hẳn là ta làm sự. Hai giờ chiều, đại gia nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi nên bận rộn bận rộn mạnh kha mẫn lại từ trước sảnh lặng lẽ đi tới trốn ở cạnh cửa thượng cùng lâm niệm nói chuyện tiểu lâm ngươi cũng quá lợi hại ba làm sao như thế xảo chuyện tốt như vậy cũng gọi ngươi gặp gỡ đầu bếp tiền lương so với thái rau công còn cao hơn đâu đại khái là cơ hội để cho người có chuẩn bị lâm niệm méo xệch đầu mạnh kha mẫn cẩn thận suy nghĩ một chút chăm chú gật đầu lời này có đạo lý ngươi nói ta có phải là cũng có thể đi học thêm chút đông tây khả ta mới tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp cũng không thích làm bếp sau những việc này có thể học cái gì đâu hay là có thể đi trực đêm giáo lâm niệm đề nghị tuy rằng nàng không có ở trường học đọc sách đối những này nhưng có chút hiểu rõ bất quá chúng ta công tác không quá thích hợp mạnh tỷ có thể thử xem một tuần thượng một ngày chọn một bản thân yêu thích môn học này cũng quá mệt mỏi ba mạnh kha mẫn nhíu mày dứt tiếng nàng nhìn về phía lâm niệm lắc lắc đầu a à, quên đi cùng ngươi so sánh xác thực cũng không tính quá mệt mỏi lâm niệm mỉm cười kỳ thực ta cảm thấy mặc kệ học cái gì đều là bản thân học nếu như ngươi thích ứng người phục vụ công tác một mực làm cũng không có vấn đề gì nhưng nếu như ngươi có khác biệt ý nghĩ tỉ như ngươi yêu thích đương nhà trẻ lão sư có thể đi học giáo tiểu hài tử một vài thứ nếu như ngươi yêu thích ngồi ở trong phòng làm việc có thể đi học được kế đi học đánh chữ nếu không nữa thì học một ít bản thân cảm thấy hứng thú đông tây đều được mạnh kha mẫn nghe nói như thế cũng ở chăm chú suy nghĩ sau một lúc lâu gật đầu ta cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý ta cũng không nhất định cần phải đều học hảo coi như là đi chơi một chút thật giống cũng được lâm niệm gật đầu đây là mạnh kha mẫn tương lai nàng chỉ có thể ở bên cạnh nói một chút cho tới mạnh kha mẫn tương lai lựa chọn thế nào này là chính nàng sự bản thân không có hứng thú đông tây người bên ngoài buộc đi làm chỉ có thể xuất hiện phản hiệu quả bất quá tiểu lâm mạnh kha mẫn đột nhiên cúi người nhìn lâm niệm nháy mắt một cái không biết tại sao ngươi hiện tại có phải là so với trước đây thông minh ta nhớ tới ngươi vừa tới thời điểm có chút ngốc ngơ ngác người khác nói cái gì chính là cái gì hiện tại ngươi cũng có bản thân ý nghĩ lạp Lâm Niệm cũng trừng mắt nhìn. Đại khái là bởi vì ta ở chăm chú đọc sách. Chính nàng cũng cảm thấy bản thân khoảng thời gian này tự hồ thông minh, kiếp trước nàng vẫn luôn làm vận chuyển công hoạt, bình thường căn bản không có thời gian suy nghĩ, hiện tại bắt đầu đọc sách, làm ăn, nàng cảm giác liền khoảng thời gian này, nàng suy nghĩ số lần so sánh với đời 10 năm gộp lại còn nhiều hơn. Có đạo lý, Mạnh Kha mẫn gật gật đầu, ngươi như thế nói chuyện, ta cũng muốn đi đọc sách bất quá sách giáo khoa không được, ta vừa nhìn sách giáo khoa thượng tự liền choáng ván đầu, ta hay là đi học điểm khác ba, tốt nhất là không cần nhìn thư này loại. Lâm Niệm dở khóc dở cười, nhưng vẫn là gật đầu. Cũng được. Hai người hàng huyên một lúc, có tân tờ khai lại đây, mạnh kha mẫn không tốt quấy rầy nữa, bắt chuyện một tiếng chi hậu cũng sắp bộ ly mở ra. Lâm Niệm thì lại cầm tờ khai đi bị món ăn. Tuy rằng buổi chiều chuyện làm ăn bình thường, nhưng hiện tại bếp sau bị món ăn, đầu bếp chỉ có chính nàng một người, bận biệu thời điểm cũng sẽ cảm thấy hoảng loạn. Cũng may nàng đã sớm thích ứng cường độ cao công tác, hơi hơi bận rộn một lúc chi hậu, nàng liền thích ứng, không chỉ có thể rất tốt mà hoàn thành công tác, ra món ăn tốc độ cũng cùng bình thường không sai biệt lắm. khi đến ngọ tứ hơi lớn gia lục tục tới làm thời điểm, lâm niệm động tác đã không nhìn ra chút nào chút chắc. tiểu lâm tiểu lâm. Ngươi lúc trước gọi ta cấp ngươi đánh cái giá, ta đã làm tốt, tất cũng ít ít ít, quay đầu lại làm sao đưa cho ngươi. Ngụy Nhất Lượng vui cười hớn hở đạo. Lâm Niệm kinh hỉ ngẩng đầu, nghĩ đến bản thân trong kho hàng rất nhanh sẽ có chuyên môn bày ra cơm nước địa phương, trong lòng càng cao hứng. Buổi tối có không, ngươi cùng ta đi một chuyến ta nơi ở, sau đó kỵ xe ba bánh quá khứ, được không? Hành hành hành, thật đừng nói. Ngươi này biên có xe ba bánh nhưng là thuận tiện có thêm. Ngụy Nhất Lượng cười nói, bất quá khoảng thời gian này ta ba còn tưởng rằng ta phải đi về tiếp nhận trong nhà thợ một sống đâu, đùa dẫn sao không phải? Ta liền kiếm lời chút ít bổng lộc là được. Ngươi nhưng chớ đem ta sự nói ra. Lâm Niệm bật cười, gật gật đầu, không có nói cho Ngụy Nhất Lượng. Kỳ thực bếp sau người đều biết hắn tình huống trong nhà, cũng là chính hắn, thật sự cho rằng người khác cái gì cũng không biết. Được côn vớt bằng TTV Translate Bạn thích bộ truyện này Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 74 Chương 74 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thả đi tới, chậm một chút chậm một chút Lâm Niệm đứng xe ba bánh bên cạnh Nhìn mỹ nhất lượng mang người đem nàng muốn cái giá phóng tới sau xe đầu Bộ này tử tuy rằng soạt quá tất Dùng nhưng là không mùi vị gì tất chủ yếu là ở giá gỗ bên ngoài thoa một tầng coi như trực tiếp phóng tới trong kho hàng cũng không có ảnh hưởng gì bất quá nàng vẫn là quyết định trước đặt ở trong nhà đi đi vị đẳng cấp không nhiều lại phóng tới trong kho hàng đi nàng trước kia cùng mỹ nhất lượng định cái giá chính là đặt ở trong phòng lần này cần định không nghĩ này sao nhiều trực tiếp liền định vào lúc này mới nhớ tới đến soạt quá tất cái giá cần thông khí ở nhìn cái giá phóng tới trên xe ba bánh thì nàng đã đang suy nghĩ hay là có thể đi định một hai thiết cái giá, tạm thời dùng để thả chén dĩa, chờ quay đầu lại soạt quá tất giá gỗ tử không mùi vị, lại đổi lại đây. Thiết cái giá coi như không phải tới thả bát đũa, cũng có thể thả chỗ khác, sẽ không lãng phí. Cái giá để tốt chi hậu, lâm niệm kỵ xe ba bánh trở lại. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành sáng ngày thứ hai, nàng đi bán trứng gà thời điểm, thuận tiện đem cái giá mang đi ra ngoài kết bạn ngày hôm nay là thứ sáu, gặp phải tới gần thứ bảy chủ nhật nhật tử, trứng gà chuyện làm ăn so với trước mấy thiên hảo chút, nhưng cũng chỉ là được rồi một chút mà thôi, thường ngày nàng một ngày tứ giờ có thể bán 2.000 cái trứng gà, vào lúc này bán 2 giờ, mới bán ra 300 cái. Bất quá nàng tịnh không vội vã, dù sao trứng gà chính là tiêu hao phẩm, coi như trong nhà một hơi độn thật nhiều trứng gà, cũng luôn có ăn xong thời điểm, đến thời điểm khẳng định còn phải lại mua đơn giản không chuyện gì, Lâm Niệm trừ chút thời gian đi chọn hai cái thiết cái giá, trực tiếp đưa đến trong kho hàng, dựa vào tường bày đặt, sau đó đem từng đạo từng đạo món ăn đều đặt tại thiết trên giá. Trở nên trống không tứ điều ghế, nàng lại thả lại đến bản thân nơi ở. Thiết cái giá hình thức không phải đặc biệt đẹp đẽ, cũng không phải căn cứ nàng nhu cầu định chế, nhưng cũng may thả đông tây không gian đầy đủ, mang lên một loạt bài chén dĩa, còn sót lại không ít không gian. Ngoài ra, nàng còn mua một cái khí thang táo. Khoảng thời gian này nàng bận biệu không được, bình thường đều không thời gian thiêu thổ táo, cũng không thời gian đi mua củi gỗ, dùng khí thang táo thoại mở ra liền có thể sử dụng, sử dụng lên xác thực nhanh. Chủ yếu là đối nàng như vậy bận rộn người sẽ đặc biệt thuận tiện. Tiểu Lâm, tuần này chúng ta còn ra đi không? Đổng Phúc Ni đến Lâm Niệm nơi này ban bận biệu thu dọn trong phòng trứng gà, như thế nhiều trứng gà đâu, khí trời cũng phải nhiệt lên, này vạn nhất bán không được, nên ở trong tay làm sao bây giờ? Lâm Niệm cũng nhìn trong phòng trứng gà. Này vẫn là nàng ẩn giấu một phần tình huống. Gần nhất này hai tuần lễ, nàng trở về đều đối ngoại nói bản thân chỉ nói hai vạn trứng gà, kỳ thực tuần trước bởi vì giá cả thấp duyên cớ, nàng bán ra năm hơn vạn trứng gà. Mà này một tuần, cũng là hai vạn, nhưng bởi vì tuần trước lượng lớn tiêu thụ trứng gà ảnh hưởng, đã sắp một tuần lễ quá khứ, mới chỉ bán ra 2.000 nhiều trứng gà, còn sót lại gần 1 vạn 8 trứng gà. Này còn chỉ là đối ngoại, trên thực tế chụp đi cái này tuần lễ bán ra 2.000 nhiều trứng gà, nàng bên ngoài trứng gà thêm vào trong kho hàng trứng gà còn sót lại 54000 cái. Còn ra đi, bất quá lần này đi ra ngoài thu trứng gà hội thiếu một ít, Lâm Niệm nói rằng, bởi vì trứng gà đột nhiên tăng giá duyên cớ, chi hậu mấy cái tuần lễ trứng gà chuyện làm ăn nên đều sẽ hơi hơi thiếu một chút, nhưng đây quả thật là là một cái có thể trường kỳ làm chuyện làm ăn thực sự không được ta thừa dịp khí trời hoàn toàn nhiệt lên trước rút ra thời gian một ngày chuyên môn dùng để bán trứng gà trứng gà là nhất định phải thu nàng cũng không sợ trứng gà xấu đi vấn đề nhưng đối với ngoại khối này xác thực muốn thu long miễn cho bị phát hiện không đúng cho nên nói làm ăn xác thực cũng khó ta nếu như ngươi cũng không dám độn như thế nhiều trứng gà đổng phúc ni cảm khái nói hoàn toàn không dám nghĩ nếu như đổi thành là nàng, nên xử lý như thế nào những này trứng gà. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn gian văn học thành lâm niệm mỉm cười, trong lòng cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nàng cố ý trong khoảng thời gian này nhiều thu trứng gà, một cái đương nhiên là bởi vì khí trời lương một ít hảo chứa đựng, còn có một cái là đến mùa hè, nông thôn rất nhiều người da cũng vẫn như củ hội độn trứng gà, đến thời điểm này chút trứng gà phẩm chất cũng không tốt bảo chứng. Hàng châu nhiệt độ đại khái là từ 6 tháng bắt đầu nhiệt lên, mãi cho đến 10 tháng mới hội giảm xuống, này trung gian 4, 5 tháng, đều là so sánh nhiệt. Đến thời điểm lại nhìn ba, hiện tại vẫn chưa tới cân nhắc vấn đề này thời điểm, Lâm Niệm nói, tạm thời đem chuyện này thả xuống, tuần này cùng tuần sau chúng ta lại đi thu hai lần, năm giữa tháng tuần chi hậu, trời nóng nực nhiều, ta trước đem trong tay trứng gà bán đi, đổng đại tỷ yên tâm đi, này hai tuần lễ ta sẽ không thu quá nhiều trứng gà. ngươi trong lòng có ý nghĩ, ta liền không nói nhiều. Đổng Phúc Ni gật đầu nói, này ta sáng sớm ngày mai lại đây. Ân, ừ, bất quá lần này biết tất không chỉ chỉ có bông miệt, còn có tất chân, tất chân giá cả tiện nghi, tám phân tiền một đôi, cái này liền không tiễn, Mỗi bán ra một đôi tất chân, đổng đại tỷ trích phần trăm một phân tiền. mười song tất chân chính là một mao tiền, cái này đổng đại tỷ có thể tiếp thu sao? lâm niệm vấn đạo. Giá cả càng thấp Đông Tây, lợi nhuận cũng càng thấp, nhưng như vậy giá rẻ Đông Tây chú ý chính là ít lãi tiêu thụ mạnh, cùng bông miệt so với, tám mau tiền liền có thể mua 10 song tất chân, ở mùa hè hội có thật nhiều nhân đồng ý mua. Coi như ở niên đại này, cũng có thật nhiều nhân đồng ý đánh đánh mua tất chân. Đổng Phúc Ni lập tức gật đầu, trên mặt tươi cười. Không ý kiến, này có ý kiến gì, ta trước còn muốn mùa hè đến, bông miệt không tốt bán đâu, người này không phải cấp ta giải quyết khó khăn sao. Lâm Niệm cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Đám này tất chân là hồ lão bản cố ý đi thế nàng tìm, chủ yếu là thông qua bông miệt xưởng câu thông, cấp đến Lâm Niệm bên này bán sĩ giá cả là 5 phân tiền một đôi, đại khái là vì trả lại ân tình. Hồ lão bản còn trực tiếp đem tất chân xưởng phương thức liên lạc cho Lâm Niệm. Không cần đi câu thông, Lâm Niệm liền biết hồ lão bản bên này giá cả chỉ so với nàng giá cả thấp một chút, một đôi bít tất xuất xưởng giới 4 phân 5 ly, nếu như là xa lạ khách hàng, bán sĩ giới hẳn là 6 phân, thậm chí 7 phân, 5 phân tiền tuyệt đối có thể xưng tụng là giá ưu đãi cách. Tất chân chiếm diện tích tiểu, Lâm Niệm một hơi cầm 5 vạn xong, tổng cộng cũng mới bỏ ra 2.500 đồng tiền. Mà tuần này nàng tổng cộng bán ra 2.000 cái trứng gà, dựa theo hai mau năm một cái giá cả tính toán, Trứng gà thu vào là 500 nguyên. Đổng Phúc Ni tuần này làm ăn tổng cộng bán ra 8.000 kiện hàng, thu vào 1.760 nguyên. Nàng tồn khoảng ngạch trống là 8.560 nguyên, biến bất số lẻ tính toán 8.500 đồng tiền. Lâm Niệm tiến vào kho hàng, từ một đại loa tiền mặt tồn khoảng điểm giữa ra 8.500 đồng tiền để ở một bên, còn lại có lẽ có chỉnh, cùng thực tế tính toán đi ra cũng sẽ có chút vi trên lệch mặc kệ bao nhiêu đều phóng tới tiền lẻ chồng bên trong. Vào lúc này nàng tiền lẻ ít nhất cũng có mấy trăm, từ bắt đầu tích góp tiền lẻ bắt đầu, nàng sẽ không có điểm quá bên trong chỉnh tiền, dù sao tiền lẻ hàng ngày chi tiêu nhiều, nếu như cùng tồn khoản ngạch trống đặt ở cùng một chỗ, quay đầu lại tính toán tiền thời điểm lại là loạn nát nát. Còn không bằng giống như bây giờ, mỗi lần đều lấy ra một phần tiền lẻ đơn độc gửi, thông thường thời điểm cũng chỉ từ tiền lẻ chồng bên trong lấy tiền, đối tồn khoản ngạch trống sẽ không tạo thành ảnh hưởng cũng thuận tiện tính toán tồn kho kiểm kê sau khi kết thúc nàng lấy ra bản thân bản ghi chép viết xuống ngày hôm nay kiểm kê số lượng tình huống sáng sớm ngày thứ hai nàng lại dậy rất sớm mang tới đổng phúc ni ly khai hàng châu lần này nàng dự định đi một cái khác hàng châu thành thị ở kế bên vẫn là cùng trước nhất dạng đến khu náo nhiệt phụ cận nàng đem đổng phúc ni thả xuống chi hậu bản thân một người hướng về phụ cận thôn trang đi đến nhưng nàng mục đích lần này địa tịnh không trọn vẹn là thôn trang mà là ở chung quanh đây một cái giấy bản xưởng cái này giấy bản xưởng là nàng nhiều mặt xác nhận chi hậu ly khu náo nhiệt tương đối gần thả để nàng có thể tiện đường đến địa phương đến trước nàng còn cố ý gọi điện thoại tới vì thế chờ nàng xe dừng lại chi hậu bên trong người rất nhanh sẽ đáp lại đi ra lúc này có thế mở nổi xe ngựa người không nhiều Lâm Niệm mở ra xe như vậy lại đây, cũng đã đại biểu nàng thân phận. Đi vào trong xưởng, Lâm Niệm đơn giản nhìn một chút bên trong giấy bản tình huống, kỳ thực giấy bản cũng là một loại, cái công xưởng này giấy bản cùng nàng trước dùng cũng gần như. Để cho tiện tiêu thụ, giấy bản đều là chỉnh hợp thành nhất lên đề, nhất lên bán sĩ giá là 3 mao, thụ giới 6 mao, tuy rằng lợi nhuận tăng gấp đôi, nhưng giấy bản diện tích phương, vận tải thành phẩm cũng đặc biệt cao, chụp đi vận tải thành phẩm thoại, thực tế có thể kiếm lời tịnh không phải rất nhiều. Lâm Niệm ước lượng một chốc bản thân trong kho hàng không gian, muốn 2.000 đề giấy bản, 600 đồng tiền tại chỗ trả hết. Giấy bản đều chuyển hảo chi hậu, nàng xác nhận phương hướng, trực tiếp hướng về phụ cận nông thôn mở ra. Định giá vẫn là lấy một mao tiền một cái trứng gà đến định, biết tất cùng thăng mặt giá thị trường 3 mao, đổi ba cái trứng gà, giấy bản nhất lên giá thị trường 6 mao, 6 cái trứng gà là có thể sách trở lại nhất lên. Như vậy giá cả, đối lâm niệm tới nói là kiếm lời, dù sao mặc kệ là biết tất, khăn mặt, vẫn là giấy bản, ở nàng nơi này đều là bán sĩ giới đem ra, xa xa không có đến thụ giới. Mà đối với các thôn dân tới nói, chính bọn họ đi mua giấy bản, khẳng định đắt móc ra 6 mao tiền mới có thể mua được nhất lên, nhưng nếu như là đi ra ngoài bán trứng gà, khẳng định bán không tới một mao tiền một viên, như vậy tương đương hạ xuống, sáu cái trứng gà đổi một đề giấy bản, thực sự là lại có lời bất quá. bán giấy bản sao? bao nhiêu tiền nhất lên a, lão lưu gia, ngươi mới từ trên núi trở về a, khả không? lúc này trên núi hoặc nhiều, khổ cực là khổ cực điểm, sinh sống ma, nói đến các ngươi mua giấy bản làm sao đều mang theo trứng gà. đối phương đến gần, thấy rõ xếp hàng trong tay người một khuôn khuôn trứng gà, nhất thời có chút không hiểu ra sao mới bắt đầu dùng để hấp dẫn nhân tới được kèn đồng lúc này đã đóng, người trong thôn đều quen thuộc, khẩu khẩu tương truyền liền có thể đưa tới không ít người. Nhưng từ trên núi trở về người nhưng là ngoại trừ. Lâm Niệm chính đang mấy trứng gà, hai cái, tứ cái, sáu cái. Thập hai cái trứng gà, vừa vặn hai đề, ngài cầm cẩn thận. Trứng gà toàn bộ bị bỏ vào khung bên trong, Lâm Niệm từ phía sau nhấc lên hai đề giấy bản, đưa cho người trước mặt cách đó không xa âm thanh còn đang kéo dài. Ai u, người này mới vừa trở về cũng không biết, chúng ta đây là ở đổi đồ vật đâu, trứng gà đổi giấy bản, đổi bít tất, còn có thể thay lông cân, nhấc lên giấy bản chỉ cần 6 cái trứng gà là có thể đổi. Thật sự giả. Ta gia còn có tốt hơn một chút trứng gà đâu, điểm nhỏ có thể được không? Có thể hành, to to nhỏ nhỏ đều được, giấy bản trong nhà cũng phải dùng, đổi bít tất cùng khăn mặt cũng hảo, ngược lại ngươi trong nhà cũng không nở ăn trứng gà. Này cũng cũng là, chờ một lát ta, vậy thì đi lấy trứng gà. Nói, đối phương đã gánh cái quốc chạy xa. Mà giao dịch vẫn còn tiếp tục tiến hành. Cấp ta hai đôi biết tất, hai cái khăn mặt, trở lại nhấc lên giấy bản. Ân, vừa vặn 18 cái trứng gà. Lâm Niệm nói, quay đầu lại mấy ra đối phương muốn đông tây, đem đồ vật đưa tới. Này đang chuyện làm ăn làm thành, Lâm Niệm nhìn còn bài lược hiển dài lâu đội ngủ, trên mặt nở một nụ cười. Quả nhiên, giấy bản nhu cầu lượng cũng rất lớn a. À. Tiểu cô nương, ta gà nhà Đẳng tích góp nhiều, người ban ta tính toán tính toán, những này trứng gà có thể làm sao đổi? Được rồi. Được côn vớt bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75. Chương 75. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đổi trứng gà chuyện này, Lâm Niệm đã sớm thông thạo, vào lúc này cũng là nàng chăm chú mấy trứng gà, tính sổ, tốc độ so với ban đầu thời điểm phải nhanh rất nhiều. Bất quá nàng đánh trong đáy lòng cảm thấy này cùng với nàng khoảng thời gian này học tập thành quả có quan hệ rất lớn, bằng không nàng khẳng định không thể tính toán nhanh như vậy. Đến rồi đến rồi, cũng may đuổi tới, ai u, ngươi xem ta, này một con hãng, trước đi trên núi đều không có như thế lui gọi ngươi đến có lời chứ có lời có lời nhà ta trứng gà thiếu không nỡ ăn lấy ra đi lại không bao nhiêu tiền ở trên đường còn phải thời gian thật dài thực sự chẳng muốn đi bây giờ có thể dùng trứng gà đổi đồ vật quả thực là lại hoa không tính quá tiểu cô nương sau đó nhiều đến mấy lần chứ lâm niệm nghe đại gia nhiệt thanh âm huyên náo chỉ là tiếu tiếu không gật đầu cũng không có lắc đầu tới là muốn tới nhưng khẳng định không phải gần nhất dựa theo một cái thành thị đi hai tuần lễ một tháng đi hai cái thành thị coi như chỉ ở hàng châu phụ cận chọn bốn cái thành thị đi luôn một vòng vậy cũng đắt hai tháng huống chi nàng còn phải nhính chút thời gian đi bán trong kho hàng còn lại độn trước những kia trứng gà còn lại đội ngũ đã không dài ngoại trừ xác thực không nhận được tin tức đi khá xa những kia còn lại nên đến đều đến rồi đổi hảo xếp hạng người cuối cùng trứng gà sau Lâm Niệm đem xe thượng Đông Tây đơn giản sửa lại một chút, lái xe hướng về cái kế tiếp thôn tử quyển đi đến. Kết thúc mỗi ngày, thu hoạch cùng tuần trước không sai biệt lắm. Bất quá lần này đổi Đông Tây ngoại trừ bít tất cùng khăn mặt ở ngoài, còn có giấy bản, đi tới cuối cùng, nàng trên xe giấy bản hầu như đổi hết, 2.000 đề giấy bản, Nhất lên đổi 6 cái trứng gà, chỉ là giấy bản khối này, liền có thể đổi đến một vạn 2.000 cái trứng gà. Lúc trở về, nàng cố ý đi rồi nguyên lai like con đường, lấy bằng hữu cần vì do, lại từ giấy bản xưởng cầm 2.000 đề giấy bản. Sở dĩ là số này, chủ yếu là bởi vì trên xe của nàng không sai biệt lắm liền có thể trang như thế chút, nhiều hơn nữa không quá có thể chứa đựng. Giấy bản tiện nghi, 2.000 đề giấy bản chỉ cần 600 đồng tiền, coi như hôm nay tới không kịp thay trứng gà, lần sau lại lúc đi ra, cũng còn có thể sử dụng thường. Ngày hôm nay ngày đó nàng cũng phát hiện, khăn mặt cùng bít tất mặc dù tốt, nhưng có mấy người da không nở. Mà giấy bản cùng trứng gà nhất dạng thuộc về tiêu hao phẩm, hàng ngày đều cần dùng, 6 mao tiền nhất lên giấy bản có thể dùng tới đã lâu. Lấy ra 6 cái trứng gà để đổi lại là rất có lời giao dịch, vì thế có mấy người da tuy rằng không muốn nắm trứng gà đổi bít tất, khăn mặt, nhưng đem ra đổi giấy bản vẫn là đồng ý. Nàng nghĩ tới đơn giản, bởi vì xe của chính mình không chứa nổi quá nhiều giấy bản, một chuyến lại đây chỉ mặc lên 2.000 đề giấy bản, đổi xong khẳng định không thể lại quay đầu đến mua, thực sự là lãng phí thời gian, hiện tại nàng đường về thời điểm mua xong, động ở trong kho hàng, lần sau trở ra mua 2.000 đề, thêm vào trong kho hàng động trước 2.000 đề, vậy thì có 4.000 nói ra. Hơn nữa cứ như vậy, bíp tất cùng thăng mặt tồn kho tiêu hao tốc độ giảm mạnh, nàng không cần lại lo lắng bíp tất cùng thăng mặt thỉnh thoảng ký đến nàng nơi ở, khiến người ta nhận ra được mức tiêu hao không đúng đương nhiên nàng tịnh không phải nhất định phải ở này ra mua giấy bản giấy bản sinh sản thành phẩm các nơi đều không khác mấy hay bởi vì giấy bản nhu cầu lớn vận tải phiền phức trên căn bản cách một đoạn đường sẽ có một cái giấy bản xưởng nàng trên tay thật nhiều phương thức liên lạc quay đầu lại mặc kệ đi nơi nào chọn cái gần nhất liên hệ hảo trực tiếp tới cửa chính là đường về thời điểm lâm niệm đem trên xe giấy bản đằng đến kho hàng lần này nàng đằng đông tây thời điểm đặc biệt chú ý một hồi đem trên xe giấy bản chia làm hai bộ phân trước na ra một phần chi hậu na sau một phần thời điểm trực tiếp loa đi tới kho hàng độ cao so với thùng xe độ cao cao không ít như vậy thả có thể đại đại tiết kiệm không gian hơn nửa giấy bản liền như vậy điểm trọng lượng còn không sợ ép không sợ tạp cho tới đối ngoại trứng gà số lượng nàng chọn một vạn ra mặt lượng nhưng chỉ là ở đổng phúc ni cần hướng về trong buồng xe thả xe ba bánh thời điểm đằng đi ra một hồi thời gian còn lại bọn chúng đều như cũ ở trong kho hàng đợi một vạn trứng gà cùng hai vạn trứng gà từ về số lượng thì có chênh lệch rất lớn dù cho là đổng phúc ni cũng chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể nhìn ra trong đó biến hóa đến chỗ cạnh tài xế nàng không nhịn được lo lắng tiểu lâm chi hậu trời nóng nực ngươi trứng gà chuyện làm ăn có thế không tốt lắm không phải vậy không phải vậy ngươi hạ thấp ta trích phần trăm đi nàng này vừa nói lâm niệm đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức cười khai đừng lo lắng đổng đại tỷ trước không trả nói tin tưởng ta sao chúng ta còn có hảo nhiều thời gian đây không vội vã đổng đại tỷ làm tốt mình hoặc là có thể hơn nữa chúng ta nếu như những việc này đều cần đổng đại tỷ gánh chịu lúc trước đổng đại tỷ nghĩ tới không có nguy hiểm chẳng phải là bị nhỡ nàng khả còn nhớ Đổng Phúc Ni từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại đều tình nguyện muốn lợi tức thấp nhuận, mà không muốn muốn lời cao cao nguy hiểm. Đổng Phúc Ni quay đầu, nhìn Lâm Niệm nghiêm túc nói. Tiểu Lâm, ta là nói thật lòng, kỳ thực mấy tháng này ta kiếm lời thật nhiều, tính ra so với ta trước đi làm kiếm lời 2 năm tiền lương còn nhiều hơn, thực sự là không được, ít một chút cũng không liên quan. Không cần đâu, Lâm Niệm bất đắc dĩ, mắt thấy trước Đổng Phúc Ni lần lượt lo lắng, nàng tâm tình cũng rất phức tạp đổng đại tỷ sau đó không cần cân nhắc ta sự không phải vậy ta chỗ này không có chuyện gì ngày nào đó đổng đại tỷ mình liền lo lắng chúng ta ý nghĩ không giống nhau lại như đổng đại tỷ lúc trước nói mình tình nguyện kiếm lời tiểu tiền cũng không hy vọng gánh chịu nguy hiểm ta liền không còn đề cập tới chuyện này ta cũng giống như vậy nếu làm cái môn này chuyện làm ăn trong lòng ta tự nhiên là hiếm có nếu như ngày nào đó không tiếp tục kiên trì được ta tự nhiên sẽ lui ra, đổng đại tỷ hiểu ý của ta không? Đổng Phúc Ni trầm mặt, chào mày. Lâm Niệm không nói gì thêm, nổ máy xe hướng về hàng châu phương hướng mở ra. Một lát sau, Đổng Phúc Ni mở miệng. Ta rõ ràng, Tiểu Lâm, ngươi nói tình huống của ta ta liền đã hiểu, chúng ta hai lựa chọn không giống nhau, đối mặt tình huống cũng không giống nhau, nhưng trong lòng đều nắm chắc, ta khoảng thời gian này tổng lo lắng ngươi, có phải là chọc giận ngươi phiền không có lâm niệm lắc đầu nàng cũng cảm thấy đổng phúc ni lo lắng rất có đạo lý chỉ là nàng mình rất rõ ràng nàng tình huống cùng phổ thông người làm ăn không giống nhau lắm ta rất cao hứng đổng đại tỷ quan tâm ta chỉ là không cần quan tâm như thế nhiều lần ta hiểu đổng phúc ni cười tiểu lâm ngươi yên tâm đi sau đó ta chắc chắn sẽ không sẽ ở trước mặt ngươi nói chuyện này coi như ta sau đó lại lo lắng ngươi quá mức quá mức ta nhiều tích góp ít tiền xấu nhất dự tính xấu nhất, còn có một miếng cơm ăn. Lâm Niệm cười khẽ, không có lại giải thích cái gì, chỉ là cười gật đầu. Tốt. Trở lại Hàng Châu, hai người theo thường lệ thống kê ngày đó thu hoạch, Đổng Phúc Ni lúc trước đáp lại Lâm Niệm nói chi hậu, liền lại không có hỏi trứng gà sự, chỉ là tính toán thanh nàng mình tình huống của hôm nay. Bởi vì bán thập đưa một như vậy giá ưu đãi, hơn nửa ngày hôm nay đi thành thị cũng là trước không đi qua, nàng ngày hôm nay khăn mặt cùng bít tất vẫn như cũ bán ra hơn 4.000 kiện. Mà tất chân, đại khái đúng là tới gần mùa hè duyên cớ, lượng tiêu thụ cũng không sai, tổng cộng bán ra hơn 3.000 kiện, dựa theo Đổng Phúc Ni từng nói, trên căn bản mua khăn mặt cùng bông miệt người, đều sẽ mua thượng 10 song 20 song tất chân, vì thế khối này lượng tiêu thụ cũng không sai. Cẩn thận đếm rõ ràng Đổng Phúc Ni lượng tiêu thụ, Lâm Niệm đem nên thuộc về nàng tiền cho nàng, đợi được đối phương ly khai, nàng mới tiếp theo tính toán mình ngày đó thu hoạch. Đổng Phúc Ni nơi này thu hoạch hơn 4.400 kiện khăn mặt cùng bông miệt, thêm vào 3.300 kiện tất chân, đến trong tay nàng thu vào lấy cái số nguyên là 1.200 đồng tiền. Cho tới nàng mình, cầm đổi trứng gà hàng hóa chủ yếu là bông miệt, khăn mặt cùng giấy bản, tất chân nàng bắt đầu cũng muốn đổi, nhưng nông thôn bên kia vẫn là lấy bông miệt làm chủ, bắt đầu sẽ không có đổi ra bao nhiêu, sau đó nàng đơn giản liền không nắm tất chân đi ra, mà là chủ yếu lấy mặt khác ba loại làm chủ. Giấy bản 2.000 đề toàn bộ đổi thành trứng gà, tổng cộng thu vào một vạn 2.000 cái trứng gà. Bông miệp cùng khăn mặt các tiêu hao 5.000 kiện, thu vào 3 vạn cái trứng gà. Ngày hôm nay tổng cộng thu vào 4 vạn 2.000 cái trứng gà, tính cả trước tồn kho, nàng kho hàng hiện tại tổng cộng có 9 vạn 6.000 cái trứng gà. Đường về thời điểm tiêu tốn 600 đồng tiền lại mua 2.000 đề giấy bản, tiêu tốn 600 khối. Đem ngạch trống toàn bộ tính toán một chút nói, nàng còn còn lại 8.500 khối tồn khoản. Tính toán rõ ràng viết xong chi hậu, lâm niệm ngẩng đầu nhìn mắt vỡ, từ khi ra một vạn đồng tiền mua xe tử chi hậu, nàng tồn khoản ngạch trống thật giống không còn trải qua năm vị mấy. Không phải là bởi vì xe không được, mà là bởi vì xe quá tốt rồi, làm cho nàng có thể đi tới mặt khác thành thị thu trứng gà, cho tới không để ý trứng gà số lượng còn kém 4.000 cái liền muốn đạt đến 6 vị mấy. Như thế nhiều trứng gà, dù cho chỉ tính một mau tiền một cái, vậy cũng có 9.600 đồng tiền, huống chi đám này trứng gà thụ giới có thể cao tới hai mau năm chia tiền. Như thế nhiều trứng gà, cũng thật là ngọt ngào buồn phiền. Lâm Niệm khép lại bản ghi chép, đem vỡ đặt ở trong kho hàng thiết giá thượng. Phía sau một tuần, nàng vẫn như cũ duy trì trước giờ làm việc trừ không đi bán trứng gà quen thuộc, tuần này chuyện làm ăn đối lập tuần trước mà nói, muốn hơi hơi khá một chút. Dù sao thị trường trứng gà giá cả xác thực đến hai mau năm chia tiền một cái, mà lâm niệm nơi này tuy rằng không xưng cân, nhưng có thể mình chọn trứng gà, hơn nữa trứng gà còn sạch sẽ, cẩn thận tính ra cùng trên thị trường trứng gà giá cả cũng không kém nhiều lắm. Có chút hầu như mỗi ngày đều muốn ăn trứng gà nhân gia ở đêm trong nhà độn trứng gà sau khi ăn xong, vẫn là cắn răng lại bắt đầu lại từ đầu mua lâm niệm bên này hàng rời trứng gà. Cái này tuần lễ, vị Nhất Lượng bên kia đánh cái giá cũng lục tục làm tốt, lâm niệm vẫn là dựa theo trước kia biện pháp, trước dùng xe ba bánh chuyên chở ra ngoài, đằng đến trong kho hàng chi hậu, lại về gia vận đi ra tán khí. Sở dĩ phức tạp như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì những này cái giá sau đó cần dùng ở trong kho hàng, nếu như sở hữu nhân đều nhìn thấy nàng cái giá vào nhà, khả quay đầu lại hoàn toàn không nhìn thấy cái giá bị dọn ra đã không thấy tâm hơi không tốt lắm bàn giao một tuần lễ thời gian Lâm Niệm đã thành chính thức đầu bếp Lý Vân tay chân lưu loát tân chưa một cái thái rau công còn còn lại một cái đầu bếp còn phải chờ một chút tạm thời chỉ có thể trước hết để cho Lâm Niệm cùng Lưu sư phó trước vội vàng nhưng cũng may đại gia đều quen thuộc rèn luyện lên rất nhanh Lâm Niệm động tác cũng nhanh nhẹn trong quá trình đổ chưa từng xuất hiện quá nhiều vấn đề Lưu Sư Phó cũng rất nhanh tiếp thu Lâm Niệm trở thành đầu bếp chuyện này. Đương nhiên, Lâm Niệm làm món ăn ở vương đại trù trong miệng, vẫn như cũ chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, trình độ, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Người biệt không cao hứng, vương đại trù kén ăn, hắn đối đầu bếp yêu cầu cao. Lưu Sư Phó an ủi, giơ tay vỗ vỗ một bên vương đại trù cánh tay, hướng về phía hắn nháy mắt. Lâm Niệm lúc này chính diện hướng một bên khác, hoàn toàn không có phát hiện, nghiêm túc nói. Sẽ không, lời nói thật ta vẫn là có thể nghe vào. Đúng không? Nhưng không thể không thích nghe lời nói thật, vương đại trụ lúc này mới đã mở miệng, thò đầu ra nói chuyện, "Tiểu Lâm, người món ăn này hỏa hầu không nắm hảo, đáng tiếc, còn kém 2 giây, quay đầu lại nhiều chú ý a." À. "Được." Lâm Niệm nhìn mình làm tốt món ăn, mặt lộ vẻ sầu khổ, quả nhiên nàng tư chất không được, hoàn toàn không thấy được món ăn này nơi nào làm không tốt nấu ăn, thật khó khăn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Chương 76 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sáng sớm khởi tới thu thập, ăn cơm, đi ra ngoài bán trứng gà, về tới làm, buổi chiều lại đi nửa bán trứng gà, về tới làm, sau đó đi học tập, học tập sau khi kết thúc về nơi ở nghỉ ngơi một chút. Đối lâm niệm tới nói, Cuộc sống như thế thực sự là bận rộn lại phong phú. Tuy rằng khoảng thời gian này tích góp không ít trứng gà, nhưng tồn kho áp lực kỳ thực không tính quá to lớn. Tiểu Lâm ngày hôm nay lại là vui cười hớn hở một ngày a. À. Với thúc với thẩm chào buổi sáng, Lâm Niệm cười cùng hai người chào hỏi, ta đi trong tiệm cơm ăn cơm. "Hảo hảo hảo, chào buổi sáng." Hai người đồng thời trả lời, không chỉ có trên mặt mang theo cười, đáy mắt cũng là mãn mãn ý cười ngươi ngày đó thiên cao hứng như thế liên quan trước chúng ta đều hài lòng lâm niệm vào lúc này đã chạy xa nghe được âm thanh quay đầu lại cười hì hì phất tay với thẩm nụ cười chưa lạc đối bên cạnh trượng phu nói chuyện từ khi tiểu lâm đến rồi ta thực sự là mỗi ngày cũng không nhịn được muốn cười ngươi là cao hứng kiếm tiền đây vẫn là bởi vì tiểu lâm người này cao hứng a với thúc ngẩng đầu vấn đạo nói nhăn gì đấy với thẩm nguyệt hắn một cái vẫn là không nhịn được cười gật đầu, đều cao hứng, trước kia không kiếm tiền thời điểm cũng cao hứng, hiện tại kiếm tiền càng cao hứng, không riêng là ta, hoa quế bên kia, hai tháng này kiếm lời chút tiền, chính nàng cũng thư thái không ít, trên mặt cũng có cười. Nói tới viên hoa quế, với thúc cũng tháng một tiếng. Nhà bọn họ cũng là có gánh nặng, bất quá cũng không biết tiểu lâm trứng gà chuyện làm ăn có thể làm bao lâu. Có thể làm bao lâu làm bao lâu chứ, đi bên ngoài làm việc, cũng không phải bác sắc, hiện tại quốc xí đều không phải bác sắc, với thẩm nhìn thật thoáng, lại nói, chúng ta cũng chính là kiếm ít tiền lẻ, hoa quế bên kia cũng nói như vậy, lúc này có thể kiếm lời mấy cái tính toán mấy cái, chuyện sau này sau này hãy nói, lại xấu còn có thể so với trước xấu sao. Nàng cũng rất khổ, đang yên đang lành một cái chịu khó nhân, không thể không khốn ở nhà, với thúc lắc lắc đầu, nghĩ rất thoáng cũng hảo, không khổ sở. Đúng đấy, với thẩm cúi đầu, tâm tình cũng nặng nề lên, một lúc chi hậu nàng ngẩng đầu, lại trừng mắt trượng phu, đang yên đang lành, không nói chuyện này, nói một chút tiểu lâm đi, ngươi xem tiểu lâm, nguyên lai like gia đình cũng không được, nàng liền dựa vào mình từng bước một đi tới, mỗi ngày như thế bận biệu còn thật vui vẻ, cũng là một loại bản lĩnh. Tiểu lâm đứa bé kia nhìn thảo hỉ, nhưng cũng chân thành, với thúc trên mặt vẻ buồn rầu hạ xuống, chuyển thành nụ cười, lúc trước đem nhà cho thuê tiểu lâm, thực sự là thuê đúng rồi hoa quế giới thiệu với thẩm đột nhiên nói rằng hai người liếc mắt nhìn nhau đều cười ra tiếng cho nên nói nhân a à, hay là muốn giúp mọi người làm điều tốt hội có kết quả tốt không phải là sao hai người nói chuyện vào lúc này thời gian lâm niệm đã đến quán cơm khoảng thời gian này nàng tuy rằng mỗi ngày đều rất bận nhưng đến quán cơm ăn điểm tâm này một cái bước đi xưa nay đều không có bớt đi quá lại như buổi tối về nơi ở sau mình làm làm quần áo là nàng nhàn nhã phương thức sáng sớm lại đây ăn điểm tâm đối với nàng mà nói cũng là nhàn nhã phương thức trong trăm công ngàn việc có thể nhín chút thời gian tới làm điểm chuyện khác luôn có một loại kiếm được cảm giác tiểu lâm đến 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 ta ngày hôm nay dạy ngươi một đạo tân món ăn ta ngày hôm qua mới vừa nghĩ ra được ngươi đến thử xem ở phía sau trù bên trong vương đại trù đều không quay đầu lại nghe âm thanh trực tiếp liền đã mở miệng đến rồi. Lâm Niệm bước nhanh về phía trước, thấp giọng cùng Vương Đại Trù hỏi dò nàng cần phải làm những gì. Chính đang nhóm lửa Hồ Vịnh Mai nghiêng đầu liếc nhìn, ánh lửa chiếu vào trên mặt nàng, lộ ra mấy phần ôn hòa ánh sáng. Vương Đại Trù, ngươi gọi Tiểu Lâm cho ngươi làm trợ thủ, cấp tiền công sao. Vương Đại Trù lúc này đang cùng Lâm Niệm nói chuyện, nghe nói như thế trừ không, hừ, một tiếng. Không phải cho nàng ăn chưa? Tiểu Lâm, ngươi nói đúng hay không lâm niệm bé ngoan gật đầu vâng ngươi liền nhìn tiểu lâm dễ ức hiếp hồ vịnh mai cười lên đi tới hai người bên cạnh vương đại trù lúc trước không phải ở nhà luyện tập tân món ăn sao khoảng thời gian này làm sao đều đến bếp sau đến rồi ngươi không phải mới vừa nói làm trợ thủ tiểu công không cần tiền chứ vương đại trù lẽ thẳng khí hùng đạo này vừa nói lâm niệm cũng không nhịn được nở nụ cười người ở chỗ này đều biết muốn nói tiền công kỳ thực lâm niệm theo vương đại trù học nấu ăn mới chịu cấp bái sư tiền nhưng trải qua vừa nói như thế thật giống vương đại trù chính là hướng về phía không muốn tiền công tiểu công mới đại sáng sớm tới được vương đại trù quay đầu ngươi khả đừng quá cảm động làm đầu bếp khả không cái gì tiền đồ ta tùy tiện giáo ngươi tùy tiện học miễn cưỡng có thể có chút tay nghề sống tạm cơm ăn liền thành khả chớ suy nghĩ quá nhiều Lâm Niệm nheo lại mắt cười. "Ân ân, biết rồi." Kỳ thực từ trong lòng nàng nghĩ, cũng không có muốn hướng về đầu bếp phương hướng đi ý tứ, lại như Vương Đại Trù từng nói, nàng chỉ là muốn có một cái sống tạm cơm kỹ thuật, nhưng lời này từ Vương Đại Trù trong miệng nói ra, xác thực cho nàng to lớn nhất tự do. Vương Đại Trù tay nghề hảo, theo hắn học kỹ thuật người khẳng định đều là hướng về phía đầu bếp đi, nếu như học được còn không đi đầu bếp con đường này, trái lại có thể sẽ bị người tự khoe trước mắt vương đại trù lần lượt cường điệu lâm niệm chỉ là học điểm cơ sở bản lĩnh kỳ thực là đang vì lâm niệm suy nghĩ lâm niệm biết ý của hắn không có cái gì khác có thể trở về trấn có thể dành cho bất quá là chăm chú mà thôi chăm chú học tập chăm chú nấu ăn cuối cùng có thể làm được hay không nàng lại hội đi đâu một con đường dựa cả vào thiên ý cái này tuần lễ lâm niệm lại đi tới một chuyến nơi khác thu trứng gà đại khái là khí trời từ từ biến nhiệt, nông thôn mấy người gia không dám lại cất giấu trứng gà, lần này đi ra ngoài, nàng thu được trứng gà cũng so với trước ít một chút. Điều này cũng mang ý nghĩa nàng thu trứng gà con đường này, có thể tạm thời trước chậm một chút. Mặt sau một tuần lễ, nàng dự định ở nghỉ ngày đó đi ra ngoài bán trứng gà, đương nhiên, không phải ở Hàng Châu, mà là đi thành thị khác. Này mấy cái tuần lễ, trứng gà tăng giá sự đã từ từ khuếch tán ra đến, ngoại trừ một số ít địa phương ở ngoài, đại đa số địa phương trứng gà giá cả đều cao lên tới 2 mao năm chia tiền. Nàng trong kho hàng nhiều như vậy trứng gà, giá thu mua đều là một mao tiền trở xuống, coi như hai mao tiền bán đi cũng không thiệt thòi, khả nàng không thể chỉ bắt lấy hàng châu này một chỗ hao lông dê, khắp nơi đi tới, chung quanh nở hoa, mới sẽ không đối địa phương trứng gà thị trường mang đi ảnh hưởng quá lớn. Ngày 21 tháng 5 là Chủ nhật, ngày thứ hai lại là lâm niệm ngày nghỉ nàng dự định liền bắt đầu từ hôm nay đi ra ngoài bán trứng gà, nhưng trước lúc này, vẫn phải là tính toán tính toán này hai tuần lễ thu hoạch. Thượng tuần trước, là nàng ở Hàng Châu bên này hai mau thanh kho trứng gà này chu, phía sau một tuần, cùng với tuần trước, trứng gà lượng tiêu thụ cũng không quá tốt. Tuần trước nàng tổng cộng bán ra 5.000 cái trứng gà, so với trước kia bình thường lượng tiêu thụ bẻ đi một nửa, nhưng trứng gà giá cả quý một điểm, cái kia thứ hai cộng thu vào 1.250 nguyên. Cái này tuần lễ, trứng gà chuyện làm ăn lại khôi phục một chút, nhưng đại khái cũng chịu đến trứng gà tăng giá ảnh hưởng, nàng tổng cộng bán ra 8.000 cái trứng gà, thu vào 2.000 nguyên. Chụp đi này hai tuần lễ trứng gà chi ra, nàng tồn kho có 83.000 cái. Nhưng ấn theo ngày mai chu nhất tính toán tuần sau, tuần này chu nhất thời điểm nàng đi ra ngoài thu rồi một lần trứng gà, tổng cộng thu được 36.000 cái trứng gà, hiện tại trứng gà tổng tồn kho là 11. 9 vạn. Tiêu hao giấy bản 3.200 đề, bông miệt cùng khăn mặt các 2.800 kiện. Giấy bản chu nhất đi ra ngoài, qua lại tiến vào 4.000 hàng, tiêu tốn 1.200 nguyên, thêm vào tuần trước 2.000 đề, tổng cộng là 6.000 đề, chụp đi 3.200 đề, còn còn lại 2.800 đề. Đổng Phúc Ni bên kia chuyện làm ăn cũng bởi vì trời nóng nực mà chịu đến ảnh hưởng, hai chu cộng bán ra bông miệt cùng khăn mặt các 4.000 kiện, nhưng tất chân làm ăn khá khẩm, hai tuần lễ nàng tổng cộng bán ra 13.000 kiện. Như vậy tính toán nói, khối này lâm niệm thu vào là 1.760 nguyên cùng 910 nguyên, tổng cộng là 2.670 nguyên. Năm 1989 ngày 21 tháng 5 tồn kho, bít tất, khăn mặt. 9.000-9.000, tất chân. 33700, trứng gà. 11.000, ngạch trống. 13200, xóa đi số lẻ, giấy bản. 2800 tùy đồ lót. Một số, tạp hóa. Một số ngày hôm nay khoảng tính toán xong xuôi, lâm niệm cúi đầu, nhẹ nhàng ở bản ghi chép thượng thổi, mãi đến tận đêm trên giấy mực nước thổi khô, mới hài lòng đem vỡ dơ lên đến thả ở trước mắt xem. Trên đỉnh là mờ nhạt ánh đèn, nàng đứng lên đến đi tới bên giường, sau này ngửa mặt lên, người đã nằm ở trên giường trong tay vỡ bị dơ lên thật cao, ngăn trở hơi tia sáng chói mắt, chỉ để lại đầy đủ có thể thấy rõ chữ viết tia sáng. Đây chính là từ khi nàng lấy ra một vạn đồng tiền liều mạng mua đại xe vận tải chi hậu, lần thứ nhất tồn khoản ngạch trống một lần nữa thượng năm vị mấy, hơn nữa nàng tin tưởng, đóng lấy một khoảng thời gian, nàng tồn khoản ngạch trống còn có thể hướng về thượng vèo trướng thượng một làn sóng. Còn có cái gì có thể so với kiếm tiền càng khiến người ta cảm thấy hài lòng sự đâu? Lâm niệm cười, ở trên giường lăn hai vòng, nàng hiện tại không chỉ có tiền, còn có xe, nàng còn có thể mình lái xe, dù cho tương lai có cái vạn nhất, nói thí dụ như chuyện làm ăn ra chút vấn đề nhỏ cái gì, nàng cũng có thể dựa vào lái xe kiếm tiền. Đúng rồi, nàng còn có thể nấu ăn, còn có thể thái rau, còn có thể rửa chén, còn có thể làm quần áo. Tối trọng yếu nhất chính là nàng học tập. Nếu như vận khí hảo, nàng sau đó còn có thể thượng cao trung, có thể đi học một ít mình trước đây xưa nay đều tiếp xúc không tới Đông Tây, nàng có thật nhiều Đông Tây muốn học, học họa họa, học đánh đàn, học viết bút lông tự. Tuy rằng khẳng định học không được, nhưng nàng muốn biết những thứ đó đến cùng là ra sao. Nhất định đều là chuyện rất thú vị. Tiểu Lâm Đến rồi, Lâm Niệm cầm lấy trên bàn hộp cơm, bước nhanh xuống lầu, đưa cho chờ ở dưới lầu Đổng Phúc Ni, nếm thử, chúng ta làm mai rau khô bánh thịt, vẫn là nóng hổi ni. Đã sớm nghe nói ngươi mua khí than táo, Đổng Phúc nghi cười, chế nhạo nói, lúc trước ngươi không phải nói vẫn là thổ táo nổi lên đến được không? Làm sao đột nhiên nghĩ mua khí than táo? Lâm Niệm cắn bánh, thở dài một tiếng, ta cũng muốn dùng thổ táo a, à, khả có lúc ta liền cấp mình làm cà lâm, dùng thổ táo không khỏi quá đại tài tiểu dụng, còn có chính là ta sợ mình thổ táo làm món ăn thực sự là quá thơm mà ta về đến nhà thời gian lại muộn, mùi vị này truyền đi, vạn nhất có người đến mắng ta đâu. Đổng Phúc Ni kinh ngạc mà nhìn nàng, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Qua, wow, ngươi dĩ nhiên hội nói đùa. Không phải là sao, đem chúng ta nghe sững sờ sững sờ, chúng ta lão hai cái vừa nãy cũng đều cẩn thận nghe ni. Phía sau truyền đến tiếng cười, là với thẩm âm thanh. Lâm Niệm quay đầu lại, đem cơm hộp đưa tới. Với thẩm nếm thử ngươi đây là đổ ta khẩu A. Với thẩm cười khẽ, vẫn là cầm hai cái bánh, một cái cấp mình, một cái cấp trượng phu, cắn một cái sau thỏa mãn gật đầu, ngươi đừng nói, tiểu lâm tay nghề thực sự là càng ngày càng tốt, này mai rau khô bánh thịt, lại hương lại nhuyễn, bên trong thịt cũng không đầy mỡ, mùi vị vừa vặn, thật không tệ. Tiểu lâm việc đến càng sống dội, bất quá cũng là, ngươi còn nhỏ đây, thật giống mới 19 tuổi đúng hay không? với thúc ôn hòa mà nhìn lâm niệm cái tuổi này là nên hoạt bát điểm tượng cái người trẻ tuổi dáng vẻ lâm niệm trên mặt mang theo nụ cười có kiếp trước trải qua nàng rất khó thực sự trở thành không có gánh nặng giáng dấp nhưng có tiền làm chống đỡ chi hậu nàng xác thực giác đắc tâm tình của chính mình hay là có thể càng thả lỏng một ít kiếm tiền khiến người vui sướng bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 77 Chương 77 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày hôm nay chúng ta đi chỗ nào? Đi sát vách hổ thị, lâm niệm dù muốn hay không trực tiếp nói, trứng gà tồn kho cũng không có thiếu, ta dự định thừa dịp lúc này còn có thể tồn được, bán đi một ít, chờ qua một thời gian ngắn, đại gia trong nhà tồn không trụ trứng gà, coi như giá cả tiện nghi, phỏng chừng cũng không nở lòng bỏ nhiều mua. 98 niên tả hữu, thật là nhiều người trong nhà đều có tủ lạnh, nhưng lúc này, có tủ lạnh nhân gia tịnh không tính đặc biệt nhiều, chủ yếu vẫn là chi hậu những năm này lục tục mua thêm. Trứng gà tưởng muốn hảo hảo bảo tồn, tự nhiên là ở nhiệt độ thấp hoàn cảnh so sánh thích hợp, nếu như trong nhà có tủ lạnh, nhiều độ một ít cũng hảo, khả nếu là không có, giá rẻ mua về trứng gà phóng tới xấu, dù cho là giàu có hổ thị nhân gia cũng không quá có thể tiếp thu, dù sao đại gia đều là khổ tới được, không thể lãng phí lương thực ý nghĩ càng là thảm ở căn bên trong. Như vậy cũng hảo, Đổng Phúc Ni gật đầu, ta trước đây đi qua một lần hổ thị, nói đến thật nhiều năm không đi tới. Lâm Niệm nhìn nàng một cái, cười nói. Hổ thị ly hàng châu gần, chờ buổi tối bán xong đông tây chi hậu, ta đem xe ba bánh mang về, Đổng Đại Tỷ có thể ở hổ thị cuốn hai ngày. Đổng Phúc Ni suy nghĩ một chút, nàng trong lòng quả thật có chút chờ mong ở hổ thị du ngoạn đáng tiếc tiểu lâm ngươi còn phải đi làm. Sau đó còn có cơ hội, lâm niệm đối ở hổ thị du ngoạn chuyện này ngược lại không là rất gấp, sau đó hổ thị càng ngày càng tốt, chờ việc buôn bán của chúng ta an ổn xuống, hàng năm cũng có thể đến hổ thị ngoạn mấy chuyến. Tiểu lâm ngươi như thế bận biệu, sau đó. Đổng Phúc Ni nghĩ lâm niệm khoảng thời gian này bận rộn, thực sự không nghĩ ra nàng có thể nhín chút thời gian đến gián dấp. Lâm niệm tay cầm tay lái, bật cười làm ăn không chính là vì để mình có thể trải qua ngày thật tốt sao, hiện tại thừa dịp còn trẻ kiếm nhiều một chút, học thêm chút, chờ sau này lớn tuổi có thể dễ dàng một chút, ta không thể cả đời đều như thế bận biệu. Này ngược lại cũng đúng là, Đổng Phúc Ni thở vào nhẹ nhõm, ta lúc trước còn muốn ngươi thật giống như đầy đầu đều là kiếm tiền, học tập, một điểm đều nhét không xuống thứ khác, bây giờ nhìn lại, ngươi thật sự cùng người khác không giống nhau lắm, ta ở ngươi cái tuổi này, cũng không có ngươi như thế nhiều ý nghĩ. Lời này hạ xuống, lâm niệm không có đón thêm, chỉ là cười nói khởi mặt khác sự. Kiếp trước này 10 năm, nàng quá tịnh không được tốt lắm, nhưng này 10 năm cũng là nàng kinh nghiệm quý báu, nàng đời này chung quy không phải hoàn toàn lấy hiện tại ở độ tuổi này sinh tồn, ở này bên dưới, nhất định phải còn phải thêm vào 10 năm mới xem như là chân chính nàng. Đổng Phúc Ni đã theo lâm niệm đi ra vài chuyến, đối với ngồi xe rất có kinh nghiệm, cùng Lâm Niệm tán gẫu cũng chủ yếu chọn hầu như sẽ không xuất hiện vấn đề tình huống. đợi được trên xe đại lộ, nàng liền không nói lời nào, quay đầu xem xe bên ngoài rời đi chú ý lực. Lâm Niệm cũng ở chăm chú lái xe. đại khái chừng 2 canh giờ, xe từ hàng châu mở ra hổ thị. lần này Lâm Niệm tới được mục đích chủ yếu là vì tiền lời trứng gà, cùng Đổng Phúc Ni mục đích không sai biệt lắm, nhưng nàng vẫn là chọn một cái đối lập khu náo nhiệt đem Đổng Phúc Ni để xuống mình lái xe hướng về một cái khác náo nhiệt nội thành quá khứ cho tới nguyên nhân tự nhiên là bởi vì kèn đồng kèn đồng vừa vang nàng sợ sở hữu chú ý lực đều tập trung vào trên người mình quay đầu lại dẫn đến đổng phúc ni chuyện làm ăn chịu ảnh hưởng hổ thị so với hàng châu còn muốn phồn hoa ở giá hàng phương diện tự nhiên cũng hơn một chút căn cứ lâm niệm hỏi thăm được tin tức hổ thị bên này trứng gà giá cả từ lúc hàng châu trước liền trứng lên nàng lần này tới được mục đích chủ yếu là vì nhiều bán trứng gà nếu như giá cả định ở hai mao năm phân bán là nhất định có thể bán đi nhưng tiêu đi ra ngoài tốc độ hội chậm rất nhiều xe dừng lại chi hậu lâm niệm trước nhìn chung quanh một chút từ trên xe gỡ xuống kèn đồng cầm hai cái trứng gà đi tới một cái lão thái thái trước mặt thỉnh cầu đối phương hỗ trợ cầm kèn đồng lục một câu nói hổ thị ngoại trừ phồn hoa ở ngoài còn có một cái đặc điểm vậy thì là nhận thân cái này thân tịnh không phải người thân mà là thân cận tương tự tiếng kèn mang theo bản địa phương ngôn âm thanh nhất định phải so với người bình thường càng thêm có thể làm cho hổ thị nhân cảm thấy thân cận hàng châu cùng hổ thị phương ngôn kỳ thực có chút tiếp cận lâm niệm ở hàng châu thời điểm theo người đối thoại phương ngôn vấn đề không lớn khả phương ngôn lại gần gũi ở người địa phương nghe tới vẫn là có khác nhau rất lớn thật sự chỉ cần ta cùng ngươi lục âm thanh này hai cái trứng gà liền quy ta. Đương nhiên, đều là hảo trứng gà. Lâm Niệm đem trứng gà đưa cho đối phương, để lão thái thái mình xem trứng gà tốt xấu. Lão nhân gia tự có một bộ phân rõ trứng gà tốt xấu phương pháp, thấy trứng gà xác thực không thành vấn đề, tiếp nhận kèn đồng bắt đầu lục âm thanh. Lục trong quá trình, nàng cũng có có nhiều vấn đề. Ấn theo cái nút này đi. Âm thanh có đủ hay không đại? Có đủ hay không vang dội? sau đó âm thanh của ta đại gia đều có thể nghe được ngươi bán trứng gà coi là thật hai mau tiền một cái hiện tại trên thị trường trứng gà đều hai mau năm một cái ngươi trứng gà tiện nghi như vậy thật sự giả thật sự lâm niệm nghiêm túc cẩn thận về trước lão thái thái vấn đề lục xong kèn đồng âm thanh sau còn mang theo lão thái thái đi tới xe phía sau xem những này trứng gà đều là ta từ trong thôn thu lại ở nông thôn thổ trứng gà liền cuối cùng một nhóm này không phải khí trời muốn nóng sao bán xong liền không còn lão thái thái híp mắt đi đến đầu xem quả nhiên thấy một khung khung trứng gà bán xong liền không còn lão thái thái lại hỏi một câu lâm niệm bình tĩnh gật đầu đối bán xong liền không còn này ngươi chờ ta một chút lão thái thái đột nhiên cầm lấy lâm niệm tay trước biệt gọi kèn đồng chờ ta hạ xuống a tiểu cô nương ngươi giữ lời nói chờ ta a không đợi lâm niệm đáp lời lão thái thái quay đầu liền chạy đi đứng nhanh nhẹn hoàn toàn không giống lúc trước ngồi tắm nắng hồi đó lọng khộng dáng dấp lâm niệm nhìn lão thái thái bóng lưng đột nhiên cảm thấy vào lúc này đại khái không cần kèn đồng quả nhiên cũng không lâu lắm cách đó không xa liền truyền đến lão thái thái âm thanh lời nói cùng lúc trước lâm niệm gọi lục giống như đúc bất quá chân nhân tuyên truyền đều là muốn so với kèn đồng tuyên truyền càng làm cho người ta tín nhiệm Lâm niệm đề chuẩn bị trước hảo chứa đầy trứng gà trúc khuôn, cùng với dùng để thả tiền tráng men bồn. Nàng lần này đến trước, mới vừa mua mấy cái tân tráng men bồn, loại này tráng men bồn người bình thường da đều là dùng để chứa mỡ heo, còn mang theo một cái tự bị cái nắp, dung lượng không gian cũng lớn, dùng để chứa tiền ở thích hợp bất quá. Tại lâm niệm đem đồ vật đơn giản thu thập xong chi hậu, một cái lại một người từ phụ cận lâu bên trong chạy ra, có trong tay người cầm cùng với nàng dùng để chứa tiền giống như đúc tráng men bồn, có người bưng thiết bồn, có người mang theo plastic chậu rửa mặt, còn có người nhấc theo cỡ lớn thùng nhựa, hướng về phía lâm niệm phương hướng chạy tới. Cách thật xa, lâm niệm vội vã hô to. Xếp hàng mua, từng cái từng cái mua, trong xe trứng gà còn có thật nhiều, đại gia đều đủ, càng nhanh xếp thành hàng càng nhanh bắt được trứng gà. Này một gọi, vội vội vàng vàng chạy tới mọi người dồn dập lập đội ngũ lâm niệm không có lập tức tiêu thụ trứng gà vào lúc này bắt đầu bán không tránh khỏi lại hội loạn chờ bài đội ngũ lâu hơn một chút chi hậu loạn lên xác suất cũng có thể hơi hơi thấp một chút lúc trước căn dặn trước lâm niệm gọi nàng mở ra cái khác kèn đồng đột nhiên chạy đi lão thái thái vẫn là không chạy nổi so với nàng tuổi trẻ người lạc ở phía sau vỗ bắp đùi hối hận lâm niệm vội vã nói chuyện lớn tiếng nãy nãy ta nhớ tới, ngài là cái thứ nhất đến, ngài muốn mấy quả trứng gà, trước nghỉ ngơi một lúc, chờ một lúc ta cho ngài giữ lại. Đầu kia lão thái thái vừa nghe, nhất thời vui vẻ ra mặt, vội vã cùng lâm niệm đáp lời. Cho ta lưu 30 cái trứng gà. Được rồi. Lâm niệm lập tức đáp lại, ánh mắt lại nhìn sang, lão thái thái đã ở cùng người bên cạnh giải thích lúc trước phát sinh chuyện, đúng là không có khuyết đại, nhưng vẻn vẹn chỉ là phát hiện có hai mau tiền một cái trứng gà chuyện này đủ khiến lão thái thái tự biên tự diễn một hồi lâu thấy bên kia không thành vấn đề lâm niệm về thần hướng về phía xếp hạng đệ nhất trung niên nam nhân đưa tay thúc ngài mang theo dũng ta giúp ngài cầm ngài từ trúc khung bên trong chọn trứng gà đi chọn được rồi ta lại cho ngài vị đại thúc này chính là mang theo cỡ lớn thùng nhựa người không ao ước lại vẫn chạy đến người thứ nhất đại thúc cười ha hả đem thùng nhựa đưa tới ta khả nếu không thiếu trứng gà đây ngươi hảo hảo mang theo chờ một lúc nếu như sách bất động nói với ta ta cho ngài ôm lâm niệm ôm đem sạch sẽ thùng nhựa ôm vào trong ngực ánh mắt chỉ về trong buồng xe trứng gà bên trong trúc khung ly trứng gà đều là nông thôn trứng gà không có tồn quá lâu ngài tùy ý chọn hành a đại thúc gật đầu đáp lời đưa tay đi trúc khung bên trong trảo trứng gà sau đó một cái một cái hướng về trong thùng nhựa thả. Lâm niệm. Này nhu cầu lượng xác thực xứng được với như vậy đại thùng nhựa. Tâm tư né qua nháy mắt, nàng bắt đầu mấy đại thúc bỏ vào thùng nhựa trứng gà. 30 cái, 35 cái, 40 cái. 75 cái, 80 cái. Lâm niệm ôm mãn mãn một dũng trứng gà, tổng cộng 80 cái trứng gà, 16 đồng tiền, Ngày trước đem tiền thả ở cái kia tráng men bồn bên trong là được rồi. Đại thúc lấy ra bóp tiền, lấy ra 16 đồng tiền bỏ vào tráng men bồn, sau đó từ lâm niệm trong tay tiếp nhận thùng nhựa. Ngươi chờ a, à, chờ một lúc ta trả lại mua một dũng. Nói xong, hắn mang theo một dũng trứng gà ly khai. Lâm niệm cũng mặc kệ hắn mua đi làm cái gì, nàng đến hổ thị vốn là vì bán trứng gà, tồn kho nhiều như vậy, có thể bán ra bao nhiêu tính toán bao nhiêu tả hữu kiếm được người đều là nàng. Phía sau người vẫn nhìn tình huống phía trước, đệ nhất đang thành giao chi hậu, bọn họ đối bên này trứng gà cũng thấy hứng thú. Bởi vì trứng gà tiện nghi, trên căn bản mỗi cái mua trứng gà người muốn cũng rất nhiều. Lâm Niệm suy nghĩ một chút, vẫn là lớn tiếng hướng về phía xếp hàng sở hữu nhân căn dặn một tiếng, chủ yếu là với bọn hắn nói nếu như người trong nhà không nhiều, mỗi ngày ăn trứng gà cũng ít, tận lực không muốn độn quá nhiều trứng gà, miễn cho quay đầu lại trứng gà hỏng rồi đau lòng hơn. Nàng này vừa nói, quả nhiên trước kia có chút kích động người thu lại trong lòng đại chọn mua ý nghĩ, bắt đầu bảo thủ lên. Nhưng cũng có giàu nước đố đổ vách. Không có chuyện gì, nhiều trang một điểm, nhà ta mua tủ lạnh, ta đang lo không biết nên đi trong tủ lạnh thả cái gì đây, này không, ngươi này trứng gà đến rồi, vừa vặn đều đem ra thả trứng gà. Này vừa nói, Xếp hàng người dồn dập bắt đầu tán gẫu khởi tủ lạnh sự. Tủ lạnh bao nhiêu tiền một cái a, à? nhà ta lúc trước cũng nói muốn mua, nhưng ta nghĩ này tủ lạnh quý, hoa nhiều tiền như vậy mua không có lời. Không mắc nha, này đại hạ thiên, những kia món ăn ở bên ngoài đầu thả hai ngày liền hỏng rồi, trong nhà có cái tủ lạnh, có thể tiết kiệm được bao nhiêu món ăn. Cũng là mấy trăm đồng tiền, nhỏ hơn một chút hơn 600 khối liền được rồi. Này xác thực không tính quá đắt nha. Ta lúc trước nghe người khác nói tủ lạnh hảo, còn tưởng rằng nhiều quý đây, cũng là hơn 600 đồng tiền, quay đầu lại liền để con trai của ta mua một cái, tiểu cô nương, trứng gà cho ta nhiều thả mấy cái, liền hai ngày trong nhà tủ lạnh chuyển về đến, trứng gà thả trong tủ lạnh sẽ không xấu. Này cho ta cũng nhiều đến một ít, nhà ta cũng mua cái tủ lạnh. Phía trước biệt mua quá nhiều a, à, chúng ta phía sau còn đứng xếp hàng đây, cho chúng ta chừa chút. Không có nhiều hay không? trong tủ lạnh cũng không bỏ xuống được bao nhiêu trứng gà. Lâm Niệm yên lặng mà ôm trong lồng ngực trang trứng gà lọ chứa, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nàng đến cùng là tiền lời trứng gà, vẫn là tiền lời tủ lạnh. Bán tủ lạnh những người kia nên phải cho nàng trích phần trăm chứ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Chương 78 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com có muốn mua tủ lạnh dự định, đại gia mua trứng gà nhiệt tình vô cùng tăng vọt, trước kia chỉ dự định mua 10 cái 20 trứng gà người, đều mua 30 50. Lâm Niệm nàng không lời nào để nói. Lúc trước nàng lựa chọn đến hổ thị nguyên nhân, một cái là hổ thị ly Hàng Châu gần, còn có một cái chính là hổ thị có tiền, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, hổ thị nhân dĩ nhiên có tiền như vậy. Coi như cách có chút xa. Nàng cũng vẫn như cũ có thể nghe được đội ngũ mặt sau thảo luận trước muốn mua bao lớn tủ lạnh, lại trò chuyện mấy trăm khối một cái tủ lạnh tịnh không phải rất đắt đề tài. Sau đó đề tài xả xa, đại gia bắt đầu tán gẫu chuyện kết hôn, nói là sau đó hài tử kết hôn, tay biểu, xe đạp, máy may cũng không tính là cái gì, muốn liền mua máy giặt, tủ lạnh, tivi. Đề tài này đột nhiên xoay qua chỗ khác, lâm niệm trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại ngươi này trứng gà không sai Nga, đều là chính tông thổ trứng gà. Đối, đều là chính tông thổ trứng gà, hơn nữa sớm sát qua, dù sao muốn bắt đến trong thành bán. Lâm Niệm vội vã trả lời. Hiện tại sân nuôi gà cũng nhiều lên, thổ trứng gà không tốt thu, trên thị trường thật nhiều đều là sân nuôi gà bán ra đến trứng gà, đối phương từng cái từng cái chọc lấy trứng gà, cùng Lâm Niệm nghĩ linh tinh, cũng không biết tại sao, ta luôn cảm thấy vẫn là thổ trứng gà ăn ngon điểm ngươi sau đó thu rồi thổ trứng gà, còn có thể đưa tới bán. Lâm Niệm mỉm cười. Ta chủ yếu ở Hàng Châu bên kia, tới nơi này có chút lộ. Đó là xa, đối phương chọc lấy trứng gà, biết nhìn xe, ngươi mình lái xe đến. Đối, ta lái xe, cùng bằng hữu đồng thời đến, nàng ở mặt khác địa phương bán Đông Tây, Lâm Niệm cũng đồng ý theo người nói chuyện phím, lúc này có thể mình làm chuyện làm ăn, mình đi ra chạy, có thể kiếm nhiều tiền một chút. Sinh sống mà đi ra chạy kiếm lời nhiều điểm, nhưng cũng khổ cực. Đối phương nói, đem cái cuối cùng trứng gà đặt ở nàng mang đến trong lọ chứa. Tổng cộng 20 cái trứng gà, 4 đồng tiền, cảm tạ. Ăn đường sao? Đối phương bỏ tiền thời điểm, còn móc một cái nải đường đi ra, đưa cho Lâm Niệm. Lâm Niệm cười tiếp nhận, mở ra nải đường giấy bọc, đem đường đưa vào trong miệng, chỉ là trong nháy mắt một luồng nải đường vị ngọt liền ở trong miệng tràn ngập ra. Nàng lần nữa nói tạ. Cảm ơn A Di. Không khách khí, ngươi yêu thích là tốt rồi. Đối mới gật đầu mỉm cười, nâng thuộc về nàng một chậu trứng gà ly khai. Lâm Niệm cũng tiếp tục mỉm cười trước phục vụ hạ một khách hàng. Nàng đi ra làm ăn cũng không phải chưa bao giờ gặp không tốt ở chung khách mời, nhưng tuyệt đại đa số khách nhân đều là tốt, lại như trước cấp đường vị khách nhân kia nhất dạng, rõ ràng chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, cũng khả năng cả đời cũng chỉ gặp phải như thế một lần, nhưng lại có thể dành cho người xa lạ to lớn nhất ôm nhu. Hay là trải qua tối tâm nhất thời điểm, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, lâm niệm đều giác đắc bên cạnh mình gặp phải người cơ bản đều là người tốt, chính là bình thường người tốt. Làm cũng bất quá là phụ một tay sự mà thôi. Nãy nãy trước nắm ít một chút đi, trứng gà trùng, chờ một lúc quăng ngã, còn lại trứng gà trước thả nơi này, ngày trước đem trong tay trứng gà thả về nhà, tới nửa nắm. Sẽ không chiếm địa phương sao? Sẽ không, thả bên trong không vô cùng. Một cái xã khu khách mời có hạn, chờ phục vụ xong đám này khách mời chi hậu, lâm niệm lái xe ly khai, đến hạ một mục đích thì, lấy ra trong xe kèn đồng. Kèn đồng mở ra, là trước lão thái thái trung khí 10 phần âm thanh. Cuối cùng một nhóm trứng gà, một cái trứng gà chỉ cần hai giác tiền mặt, bỏ qua liền không âm thanh như thế vừa ra mặc kệ có phải là đối trứng gà có hứng thú người đều hạ xuống xem trò vui mà này ở trong tuyệt đại đa số người đều bỏ tiền mua trứng gà thời gian ròng rã một ngày lâm niệm vẫn luôn đang giúp trước mấy trứng gà trong kho hàng cùng trong buồng xe không khôn qua lại thay đổi vài lần đến lúc sau thời điểm liền ngay cả lâm niệm chính mình cũng quên ngày hôm nay đến cùng bán ra bao nhiêu trứng gà nàng chỉ biết là hổ thị trứng gà chuyện làm ăn so với nàng đến trước tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều thậm chí so với trước ở hàng châu hồi đó hiệu quả còn tốt hơn nguyên nhân ở trong ngoại trừ nàng bán trứng gà cùng hổ thị thị trường bán trứng gà sai biệt giới ở ngoài còn có một cái nguyên nhân chính là hổ thị nhân có tiền đồng ý mua mới mẻ độc đáo tủ lạnh mà có tủ lạnh mặc dù là ở nóng bức mùa hạ cũng không cần lo lắng trứng gà bảo tồn vấn đề vào lúc này lại vừa vặn gặp phải giá cả thấp trứng gà, tự nhiên là căn cứ có thể nhiều mua một điểm liền nhiều mua một điểm nguyên tắc, bắt đầu lượng lớn mua. Lúc trước Lâm Niệm ở Hàng Châu bán trứng gà thời điểm, cũng là bán hai mau tiền một cái, nhưng khi đó hậu nàng bán trứng gà thời gian chỉ có buổi sáng cùng buổi chiều thời gian nghỉ ngơi, tuy rằng bán một tuần, nhưng khi đó hậu nàng còn phải đi làm, coi như đi ra ngoài bán trứng gà, cũng chủ yếu là ở quán cơm phụ cận bán, không có cách nào đi hơi địa phương xa. Lần này đến hổ thị, nàng căn cứ có thể nhiều bán một điểm liền nhiều bán một điểm nguyên tắc, chuyên môn chọn loại cỡ lớn tiểu khu phụ cận tiêu thụ, mỗi lần đổi địa phương, cũng đều hội đi hơi hơi xa một chút, vì thế khách hàng phương diện hoàn toàn không trùng điệp. Nàng cùng Đỗng Phúc Ni sáng sớm 6 giờ rưỡi từ Hàng Châu xuất phát, bỏ ra gần 3 giờ mới đến hổ thị, đến thời điểm đã hơn 9 giờ. Phía sau thời gian, cho dù là ăn cơm buổi trưa điểm, Lâm Niệm cũng chỉ là ở lúc lái xe tùy ý từ mình trong kho hàng lấy ra hai cái bánh bao thịt điền điền cái bụng, thời gian còn lại không phải ở trên đường, chính là đang bán trứng gà. Tháng 5 phân nhật tử, ly ban ngày dài nhất tháng 6 bất quá là một tháng chênh lệch, lúc này sắc trời hoàn toàn tối lại, khả năng muốn đến 7, 8 điểm. Hôm nay tới thời điểm, Lâm Niệm cùng Đổng Phúc Ni liền hẹn cẩn thận ở 7 giờ rưỡi chi hậu tập hợp. Vừa giữa trưa, thêm vào một buổi chiều, Lâm Niệm bán mười mấy tiếng trứng gà, tuy rằng không cần nàng bắt chuyện, nhưng mấy trứng gà vẫn phải là kiên trì. Cũng may nàng bất cứ lúc nào đều có thể uống đến ấm áp thủy, tuy rằng ở bên ngoài đầu không dám uống quá nhiều, nhưng làm trơn ít hầu vẫn là có thể. Mắt thấy trước Thái Dương Tây đi, Lâm Niệm đem trong buồng xe đầu Đông Tây đơn giản thu dọn một hồi. Lần này trở lại, nàng trong buồng xe chỉ cần lưu lại không khuôn là có thể, cũng không cần lo lắng có thể hay không nát. Cho nên nàng đem đại đa số khung đều đặt ở trong buồng xe, tạm thời không có thu hồi đến kho hàng. Lúc đi, nàng thử một hồi phía sau mang theo khung lái xe cảm giác, tuy rằng trong buồng xe khung hội lắc, nhưng cũng may nàng lái xe tính toán ổn, chỉ là có một chút nhỏ giọng âm, toàn thể vấn đề không lớn. Lúc lái xe, nàng vẫn đang chuyên tâm lái xe, nhưng trong đầu vẫn là thỉnh thoảng dần hiện ra liên quan với ngày hôm nay đến cùng bán bao nhiêu trứng gà, tương quan vấn đề nàng biết ngày hôm nay bán nhiều lắm khả năng căn bản không kịp đếm tới để bán bao nhiêu cảm giác ngày đó thời gian nàng đều ở làm nhiều lần công tác vào lúc này lái xe trở lại nàng cũng không thể quá mức phân tâm vì thế tình cờ lóe lên thần nàng trong lòng liền rất dương hận không thể lập tức về đến nhà kiểm lại một chút ngày đó thu hoạch đến cùng đổng phúc ni ước định địa điểm lâm niệm ngồi trên xe nghỉ ngơi một lúc mắt thấy trước Đổng Phúc Ni từ đằng xa kỵ xe ba bánh lại đây, nàng từ trong kho hàng lấy ra dùng bọc giấy trước bánh bao, còn có mãn mãn một chén hàm sữa đậu nành. Hai người đi ra làm ăn, bên người đều sẽ mang theo hộp cơm cùng cái chén, vào lúc này đi mua cơm, chủ yếu hay là dùng mình lọ chứa tương đối nhiều, có hộp cơm, đi ra ngoài đánh cơm cũng thuận tiện. Cái chén tự nhiên chủ yếu là dùng để chứa nước nóng, bất quá tình cờ trang một chén sữa đậu nành cũng không là vấn đề lâm niệm từ trong kho hàng lấy ra hàm sữa đậu nành vẫn là nhiệt tiểu lâm đổng phúc ni cưỡi xe ba bánh đến ở gần giơ tay lên ta ngày hôm nay đi ngang qua một cái nước có ga xưởng xếp vào một đại chén nước có ga đây vẫn là chanh tử vị nhưng hảo uống lâm niệm bật cười nắm mình cái chén giơ tay quơ quơ ta mua hàm sữa đậu nành a à. đổng phúc ni khiếp sợ nhìn nàng vậy ngươi không sẽ không có cái chén trang nước có ga dùng cơm hộp A, Lâm Niệm dơ lên một cái tay khác, ta còn mua mấy cái bánh bao thịt, hộp cơm là không. Tốt lắm. Đổng Phúc Ni mở cửa xe kế bên tài xế, dẫm trước bàn đạp lên xe, đem trong tay chứa nước có ga cái chén, còn có nàng mang theo bên người túi vải tử thả tới, lại xoay người xuống xe. Lâm Niệm xuống xe theo, mở ra phía sau thùng xe cửa xe, trước đem trên xe ba bánh còn lại hoặc lấy ra, đặt ở trong cùng, sẽ đem không xe ba bánh chuyển đi tới khóa lên buồn sau xe cửa xe chi hậu, hai người gần đây tìm cái địa phương rửa tay. Trong quá trình này, Đổng Phúc Ni không nhịn được kích động mở miệng. Tiểu Lâm, không nghĩ tới hổ thị bên này tất chân giá cả so với hàng châu còn muốn quý một phân tiền đây, còn có địa phương muốn bán một mau tiền một đôi, chúng ta biết tất một đôi liền bán tám phân tiền, thật là nhiều người đều muốn cướp, người biết ta ngày hôm nay tổng cộng bán bao nhiêu tất chân sao. Lâm niệm xem dáng dấp của nàng, cẩn thận suy nghĩ một chút ngày hôm nay ngươi trên xe ba bánh tổng cộng thả một vạn song tất chân cao hứng như thế là bán xong ha 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 gần đủ rồi tiểu lâm ngươi thật thông minh đổng phúc ni đáy lòng vui sướng đều tràn ra ngoài một vạn song tất chân đây liền còn lại mấy trăm song cùng bán xong cũng kém không nhiều lắm chủ yếu là hổ thị nơi này tất chân quý một điểm vì thế ta mang đến tất chân cực kỳ tốt bán lâm niệm cũng cảm thấy cao hứng không chỉ là bởi vì bán ra rất nhiều biết tất cũng bởi vì đổng phúc ni vui sướng nàng hiện tại còn nhớ lúc đó hai người ở đồng thời lúc làm việc đổng phúc ni nói chuyện với nàng thì cúi đầu ủ rũ dáng dấp thật giống không có chuyện gì có thể làm cho nàng cảm thấy hài lòng nàng nhất quán không thích thế người khác quyết định khi đó cũng không có nhiều lời cũng may đổng phúc ni mình đi ra đi rồi một cái mới tinh lộ đổng đại tỷ người quán trọ tìm xong chưa lâm niệm đột nhiên vấn đạo Quán trọ, cái gì quán trọ? Ta tìm quán trọ làm cái gì? Đổng Phúc Ni liền với hỏi ba tiếng, dùng vô cùng mờ mịt biểu hiện nhìn Lâm Niệm, thật giống như Lâm Niệm hỏi một cái làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi vấn đề. Lâm Niệm giơ tay phù ngạch, bất đắc dĩ nói, quán trọ tự nhiên là dùng để trụ. Thoại nói tới chỗ này, Đổng Phúc Ni rốt cục phản ứng lại, vỗ đầu một cái. Đúng nha, chúng ta sớm tới tìm thời điểm. Ta nói muốn ở hổ thị chờ hai ngày vui đùa một chút, nhưng ta ngày đó đều vội vàng làm ăn đây, chuyện khác đều quăng đến sau đầu, này một đường lại đây, ta cũng không chú ý nơi nào có quán trọ. Vậy ngươi còn ở lại hổ thị ngoạn sao? Không chơi không chơi, ngược lại sau đó có nhiều thời gian, Đổng Phúc Ni vung tay lên, cười ha ha cùng Lâm Niệm nói chuyện, đi thôi đi thôi, chúng ta mau trở lại Hàng Châu, còn phải tính toán ngày hôm nay tiền kiếm được đây, ta hiện tại liền tưởng biết mình ngày hôm nay đến cùng kiếm lời bao nhiêu. Lâm Niệm bật cười. Nhìn như vậy đến, sau đó Đổng Đại Tỷ muốn đi ra ngoạn, khả không thể lại ngồi xe của ta, không phải vậy phỏng chừng không để lại đến. Đổng Phúc Ni đầu tiên là sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, nhất thời cười. Cũng là, cùng ngươi cùng đi ra đến, ta đầy đầu đều là kiếm tiền kiếm tiền, ta cảm thấy ngươi nói đúng, thừa dịp còn trẻ ta kiếm nhiều một chút, Hoàng sự sau này hãy nói, Tiểu Lâm, ta lại theo ngươi học đến một chiêu. Tốt như vậy a. À? Lâm Niệm cười gật đầu. Liền ngay cả Đổng Phúc Ni mình cũng không chú ý, nàng bây giờ đã cho rằng mình còn trẻ. Đúng rồi, cái kia nước có ga hảo uống, ta lúc trước ở nước có ga xưởng thời điểm, đã uống mãn mãn một đại chén, thật ngọt, chờ một lúc cho ngươi nhiều đổ điểm. Được. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Chương 79 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày này thu hoạch mặc kệ là đối lâm niệm vẫn là đối động phúc ni đều xem như là không sai. Trở lại dọc theo đường đi, tâm tình của hai người cũng không tệ. Đến hàng châu chi hậu, hai người trước hết làm vẫn như cũ là trước đêm trong buồng xe đông tây đằng đi ra, đông tây chuyển xong chi hậu, Lâm Niệm đem xe mở ra giao cho Đinh Hoa. Đinh Hoa bên kia trong kho hàng còn đèn sáng, nghe được âm thanh sau đoàn người đi ra, xe dừng lại. Đinh Hoa nâng bán đồ dưa hấu lại đây. Vừa tới dưa hấu, người lấy về nếm thử. Vào lúc này thì có dưa hấu. Lâm Niệm hơi kinh ngạc. Này đều cuối tháng năm, dưa hấu nên thừa dịp lúc này thường, bất quá đối lập không có như vậy ngọt. Đinh Hoa nói hai ngày qua này mời chúng ta hỗ trợ vận dưa hấu cũng không ít này vẫn là trước một khách hàng đưa dưa hấu lâm niệm nỉ non trước nhìn về phía đinh hoa hoa ca ngươi khoảng thời gian này đưa dưa hấu thời điểm có thể hay không mỗi lần đều giúp ta mua một đồ dưa hấu thuận tiện hỏi thăm một chút đối phương dưa hấu là nơi nào mua được đinh hoa ngẩng đầu ngươi gần nhất không phải ở làm trứng gà chuyện làm ăn sao làm sao dự định đổi nghề trời nóng nực lên, trứng gà liền không tốt tích trữ, Lâm Niệm cười nói, phủng trong tay dưa hấu, hoa ca cũng nói rồi, chi hậu mấy tháng này chính là dưa hấu ra thị trường thời điểm tốt, sượt một làn sóng nhiệt độ cũng tốt. Này ngược lại cũng đúng là, Đinh Hoa gật đầu, lại liếc nhìn trước mặt xe, được, nếu ngươi có ý nghĩ, ta liền giúp ngươi lưu ý một hồi, bảo quản cho ngươi chọn được tối ngọt dưa hấu. Hoa ca không dự định thử xem làm ăn. Lâm niệm hiếu kỳ vấn đạo đinh hoa không chút do dự mà diêu đầu không được không được ta đã nói với ngươi liền hàng này vận chuyện làm ăn cha ta đều cảm thấy từng ngày từng ngày trong lòng thu hoãn ta khả tịnh nghe hắn than thở nếu như hắn biết ta mình nhúng tay làm ăn ta sợ chúng ta ra buổi tối muốn mãi mãi không có ngày yên tĩnh lâm niệm cũng là lần đầu tiên nghe đinh hoa nói như vậy đinh thúc thúc mình không cũng là xưởng trưởng sao trong xưởng đối ngoại cũng coi như là làm ăn chứ cũng là bởi vì cái này hắn mới lưu ý đây đinh hoa nói rằng ngươi không biết hồi trước trong xưởng chuyện làm ăn tốt thời điểm cha ta mỗi ngày được kêu là một cái hăng hái nhiều lần ta đều nghe hắn nói nhà máy hảo xưởng kia bên trong công nhân khẳng định làm ra đều là cả đời bác sắc khả lúc này mới mấy năm a à, này bác sắc đều biến thành dễ nát bác sứ nói tới chỗ này đinh hoa thở dài một tiếng bất đắc dĩ nhìn lâm niệm tiếp tục tiếp tục nói trong xưởng biến hóa là hắn tận mắt trước hai năm qua trong xưởng chuyện làm ăn không được đã vào được thì không ra được bên ngoài lại bắt đầu khắp nơi tăng giá sớm mấy năm kiếm lời đều thiếp đi vào còn chưa đủ ta liền tổng nghe hắn ở ta bên tai nói làm ăn này làm cho dù tốt vậy cũng có nguy hiểm lớn như vậy một cái xưởng đều có thể nói đổ liền ngã chúng ta người bình thường làm ăn chuyện làm ăn tốt thời điểm đó là đương nhiên hành chỉ khi nào chuyện làm ăn không được thâm vốn tiền cả đời này cũng phải thiệt thòi đi vào. Đồng dạng là lo lắng nguy hiểm, Đinh Hoa cùng Đỗng Phúc Ni vẫn là không giống nhau, Đinh Hoa là đang lo lắng nguy hiểm tình huống làm một ít nguy hiểm tiểu nhân chuyện làm ăn, mà Đỗng Phúc Ni thì lại lựa chọn một cái không nguy hiểm con đường. Lâm Niệm hiện tại làm ăn phong sinh thủy khởi, nhưng nàng mình rất rõ ràng, nàng bản thân là một cái kẻ nhát gan, nếu như không có kho hàng tồn tại, nàng e sợ cũng không có cách nào đem toàn bộ dòng dõi đều vùi đầu vào chuyện làm ăn chung. Đương nhiên, ngoại trừ kho hàng ở ngoài, còn có tương lai 10 năm trí nhớ, nàng sáng tỏ biết tương lai 10 năm, quốc gia hội vẫn vững bước tiếp tục phát triển, trong đó sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Đối với nàng mà nói, hai điểm này đã có thể mang nàng làm ăn nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Đinh thúc thúc nhà xưởng. Lâm Niệm hỏi một câu. Chờ thêm đầu quyết định đi, ngược lại hiện tại tới nói cha ta hoàn toàn không có lựa chọn cơ hội đinh hoa nói vẫy vẫy tay lại hướng về phía lâm niệm cười quay lại ngươi bắt đầu làm dưa hấu chuyện làm ăn chúng ta ra mùa hè muốn ăn dưa hấu khả đều giao cho ngươi khoảng thời gian này nhà chúng ta mua chính là ngươi đang bán trứng gà ta mẹ đều nói ngươi trứng gà hảo so với trong thị trường bán ăn ngon không thành vấn đề a lâm niệm gật đầu đồng ý nhìn đồng hồ đã qua một hồi lâu nàng sợ đổng phúc ni ở nhà sốt ruột chờ liền vội vàng nói sắc trời muộn ta đi về trước dưa hấu sự liền phiền phức ngươi bao ở trên người ta thế ngươi giải quyết vấn đề cũng là ở thay ta giải quyết vấn đề chính mình muốn ăn dưa hấu nhất định phải chọn tối ngọt đinh hoa cười đồng ý lâm niệm lần nữa nói tạ ông đinh hoa cấp dưa hấu vội vội vàng vàng đi về nhà lúc về đến nhà nàng nhìn thấy trước chồng ở dưới lầu đông tây hầu như đều chuyển đi tới bước nhanh đi tới thật không tiện trước theo người nhiều hàng huyên hai câu vừa vặn ta cầm một đồ dưa hấu lại đây mọi người cùng nhau ăn chút dưa hấu đi lúc này dưa hấu khả không quá tiện nghi với thẩm cười ha ha mở miệng ta năm nay ăn khối thứ nhất dưa hấu nhưng là dính tiểu lâm ngươi hết phiền phức các ngươi cho ta khuân đồ kỳ thực chờ ta trở lại chuyển là được lâm niệm có chút thật không tiện lời này nàng không chỉ một lần đã nói, nhưng với thúc với thẩm vẫn như cũ mỗi lần đều sẽ giúp đỡ quân đồ. Chỉ có ngần ấy đông tây, coi như là rèn luyện thân thể, với thẩm giơ tay, chỉ chỉ cách đó không xa xe ba bánh, cười nói, nhà, tối trùng trứng gà chúng ta lười biến không cho ngươi chuyển đi tới, đều thả ngươi trên xe ba bánh. Lâm niệm bật cười. Vẫn là với thẩm nghĩ tới chu đáo. Hoàn chỉnh dưa hấu có thể thả thời gian lâu dài, Khả cắt ra dưa hấu nếu như liền như vậy mở rộng trước phóng tới ngày thứ hai, tự cách đem món ăn nhất dạng, lại nuốt vào trong bụng e sợ muốn ăn xấu cái bụng, vừa vặn đại gia đều ở, lâm niệm đơn giản đem dưa hấu bắt được với thúc với thẩm trong nhà, trực tiếp cắt ra. Bán đồ dưa hấu, bốn người mỗi người đều có thể phân đến một tảng lớn. Ăn dưa hấu thời điểm, với thẩm còn đùa dẫn đại buổi tối lớn như vậy dưa hấu ăn đi, cũng sợ trễ quá nhiều lắm khởi mấy lần dạ mới được cho tới nguyên nhân, đều ở đại gia trong tiếng cười. Trong nhà, mờ nhạt ánh đèn nương theo trước một trận lại một trận tiếng cười ngất nhiễm ra, khiến người ta cảm thấy ấm áp lại thoải mái. Ăn xong dưa hấu, với thúc với thẩm muốn bắt đầu thu thập nghỉ ngơi, Lâm Niệm cùng Đỗng Phúc Ni chủ động ra cửa đi lên lầu. Lâm Niệm còn lại trứng gà đều thả ở dưới lầu, mà Đỗng Phúc Ni ngày hôm nay mang đi ra ngoài bán còn lại hàng đều trồng lên trên lầu. Đem cửa đông tây dời vào phòng khách chi hậu, hai người dựa theo quen thuộc kiểm kê còn lại hàng hóa, căn cứ còn lại hàng phản đẩy tính toán Đổng Phúc Ni ngày hôm nay đến cùng bán ra bao nhiêu. Mùa hè đến, tất chân lượng tiêu thụ cực kỳ tốt, còn bông miệt cùng khăn mặt, tuy rằng ở mùa này, xuyên bông miệt thực sự là nhiệt, nhưng mua thập đưa một mê hoặc vẫn còn, hơn nữa toàn gia dùng khăn mặt số lượng có hạn, vì thế rất nhiều người đang chọn mua thời điểm, vẫn là hội phối hợp thích lượng bông miệt. Ngược lại bông miệt thả trong nhà sẽ không xấu, phía sau mấy tháng xuyên không đến, chờ mùa đông đến còn có thể xuyên. Toàn thể tính được, ngày hôm nay bán ra bít tất cùng khăn mặt mỗi một dạng đều là 1.500 kiện tả hữu, tổng cộng gộp lại lượng tiêu thụ có chừng 3.000 kiện. Cho tới tất chân, bán sĩ tới được tất chân chính là 10 điều đánh, vào lúc này trực tiếp mấy còn lại bao nhiêu đánh tất chân là có thể, đơn giản tính được, ngày hôm nay tổng cộng bán ra tất chân 9.780 kiện. Đổng Phúc Ni thu vào, bông miệt cùng khăn mặt mỗi kiện trích phần trăm 3 phân tiền, tổng cộng đắt 90 nguyên, tất chân mỗi kiện trích phần trăm 1 phân tiền, tổng cộng đắt 97. 8 nguyên, gộp lại chính là 187. 8 nguyên. Tiếp nhận tiền chi hậu, Đổng Phúc ni tỉ mỹ mà đem tiền vuốt hảo, đặt ở trong bao tiền của chính mình, cuối cùng vỗ vỗ thoáng nhô lên đến bóp tiền lộ ra nụ cười. Tích góp tiền cảm giác thật không tệ. Lâm Niệm gật đầu, đối này tràn đầy đồng cảm tiền lương thanh toán, Đổng Phúc Ni cùng chi mấy lần trước nhất dạng, không có hỏi thăm lâm niệm thu vào tình huống, hai người đơn giản hàng huyên tán gẫu chi hậu dự định, trên lệch thời gian không nhiều, nàng liền ly mở ra. Lâm niệm thì lại tiếp tục tính toán nàng món nợ của chính mình. Đổng Phúc Ni bên này chuyện làm ăn, biết tất cùng thăng mặt nàng mỗi kiện vào sổ hai mau hai phân, tất chân mỗi một xong vào sổ bảy phân tiền, người trước vào sổ vì 660 nguyên, người sau vào sổ vì 684. 6 nguyên, gộp lại tổng cộng là 1284. 6 nguyên. Sau đó là màn kịch quan trọng, ngày hôm nay bán ra trứng gà số lượng. Lâm Niệm đứng lên đến, rơi xuống một chuyến lâu, dựa vào thu dọn xe ba bánh cớ, đem đặt ở xe ba bánh bên trong trứng gà đều thu được mình trong kho hàng. Trời nóng như vậy, trứng gà ở oi bức xe ba bánh trong buồng xe thả một ngày, nàng sợ cấp thả hỏng rồi trở về nhà tử chi hậu nàng xoay người đem cửa phòng đóng lại hơi suy nghĩ người đã tiến vào kho hàng ngày hôm nay bán ra trứng gà không ít cũng may nàng ở đi hổ thị trước liền thu dọn quá một lần đối trong kho hàng các nơi trứng gà số lượng có chừng số lượng vào lúc này kiểm kê nàng phương pháp vẫn như cũ là chọn dùng kiểm kê tồn kho phương thức đến xác nhận đại khái sau mười mấy phút nàng cuối cùng cũng coi như xác nhận còn lại trứng gà mấy Hiện nay nàng trong kho hàng trứng gà con số còn sót lại năm hơn 6.000 cái, dùng trước tồn kho số lượng trừ ngày hôm nay tồn kho số lượng, tương đương với nàng ngày này ở hổ thị tổng cộng bán đi. Lâm Niệm cầm giấy bút, ở bản nháp bản thượng cẩn thận tính toán. Cũng không lâu lắm, chuẩn xác đáp án ra lò. Nàng ngày hôm nay bán ra trứng gà tổng cộng là 63.000 cái. Hơn 6 vạn cái trứng gà A, nàng mười mấy vạn trứng gà tồn kho dĩ nhiên chỉ còn dư lại một nửa hơn nữa này vẫn là ở nàng tịnh không có chạy quá nhiều địa phương điều kiện tiên quyết bán như thế nhiều. Trứng gà hai mau tiền một cái, tương đương với nàng ngày hôm nay bán trứng gà vào sổ tổng cộng là 12.600 nguyên. Thêm vào Đổng Phúc mi ngày hôm nay bán ra những thứ đó thu vào 1.284. 6 nguyên, cùng với lúc trước nàng tồn khoản, hiện tại nàng tồn khoản ngạch trống biến mức số lẻ tổng cộng là 27.000 nguyên đầy đủ 27,000 khối tồn khoản ngạch trống. Đại xe vận tải là 4 vạn đồng tiền một chiếc, nàng trước còn cầm 1 vạn đồng tiền đi ra cùng Đinh Hoa liều mạng mua một chiếc xe hàng lớn, nếu như tính luôn này 1 vạn đồng tiền nói, nàng hiện tại hầu như có thể dựa vào mình tồn khoản mua được một chiếc chỉ thuộc về nàng đại xe vận tải. Lớn như vậy thu hoạch liền ngay cả lâm niệm mình cũng không nghĩ ra. Nàng trước lựa chọn làm trứng gà chuyện làm ăn, một mặt là cái này chuyện làm ăn tiểu, không dễ dàng gây nên chú ý, mặt khác nhưng là bởi vì kho hàng tồn tại thích hợp làm như vậy chuyện làm ăn. Nàng khi đó cũng cẩn thận tính toán quá, tuy rằng trứng gà chuyện làm ăn tiểu, nhưng từ lợi nhuận tỷ lệ xem, tịnh không so với trước Tết đến thì làm cho nàng kiếm một món hời vải nỉ áo khoác thấp. Nhưng liền ngay cả nàng mình cũng không nghĩ ra, trứng gà chuyện làm ăn dĩ nhiên có thể như thế kiếm tiền. Này đã không phải tăng gấp đôi kiếm tiền, này thời gian mấy tháng, nàng liền dựa vào bán nho nhỏ trứng gà, để mình tồn khoản ngạch trống gấp đôi gấp đôi tăng lên. Nghĩ tới đây, nàng nhìn trong kho hàng còn lại trứng gà, trong lòng đã bắt đầu đánh tính ra. Chờ nàng hạ cái tuần lễ đem đám này trứng gà bán đi chi hậu, liền muốn bắt đầu chuẩn bị làm dưa hấu chuyện làm ăn. Nàng nhớ tới khoảng thời gian trước nàng ở lão sư trong nhà nhìn thấy một tờ báo, mặt trên viết liên quan với hai năm trước dưa hấu giá cả chính sách. Hai năm qua mặc dù có chút chính sách đang thay đổi, nhưng khi đó hậu chính sách nên cũng có thể đem ra làm tham khảo. Quay đầu lại có thể định một phần báo chí. Lại định một năm sữa bò đi. Lâm Niệm nghĩ, dùng tay ấn ấn đầu của chính mình. Không biết nàng cái tuổi này, nhiều uống sữa tươi có thể hay không trường cao. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80. Chương 80 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trên giá gấp lại một ít quần áo, mùa đông quần áo chiếm đầu to. Lâm niệm từ trung gạt gạt, cuối cùng tuyển ra một cái ngắn tay y phục mặt ở trên người, cảm thụ một hồi ngày hôm nay nhiệt độ sau, nàng cuối cùng không có lựa chọn mặt vào thoáng hiển dày áo khoác. Tuy rằng khí trời còn chưa tới đặc biệt nóng bức thời điểm, nhưng đến quán cơm, nàng quần áo bên ngoài còn phải trồng lên đầu bếp quần áo, vào lúc này xuyên hơn nhiều, chờ một lúc còn phải cởi ra quần áo ở trong phòng bếp thả thượng một ngày khẳng định dính lên khói dầu càng dày quần áo tẩy lên càng phiền phức mở ra cửa lớn lâm niệm ánh mắt nhìn về phía bên trái từ bên cạnh mới vừa đinh thượng đầu gỗ trong hộp lấy ra sáng sớm đưa tới sữa bò rầm rầm vài tiếng liền uống xong hơn nửa sữa bò tiểu lâm ngươi này bên trong còn có trứng gà sao có lâm niệm đi tới hành lang ló đầu xuống với thẩm muốn mấy cái Vô hạn hảo văn, đều ở tấn gian văn học thành liền đến hai cái ba, với thẩm nói rằng, ngươi hạ xuống thời điểm thuận tiện ban bận biểu lấy xuống, ta buổi trưa dự định chưng cái đảng. Hảo Lâm niệm theo tiếng, thu thập xong đông tây, đem trong tay còn lại sữa bò uống xong, đóng cửa lại chi hậu, thuận lợi đem trong tay chiếc lọ thả lại đến trong rương gỗ, lúc này mới đi xuống lầu dưới. Trứng gà đưa cho với thẩm với thẩm này biên trực tiếp hướng về lâm niệm trong tay nhét vào bốn mao tiền. Đây là một đã sớm nói cẩn thận giá cả, với thẩm cùng lâm niệm mua trứng gà, vẫn là dựa theo hai mao tiền một cái mua, chờ sau này bán sĩ đến trứng gà đều tăng giá, bên này giá cả lên trên nửa trứng trướng. Lâm niệm cũng không khách khí, cầm tiền nhét vào bản thân trong túi tiền, đơn giản bắt chuyện một tiếng sau, liền hướng quán cơm đi đến. Đại khái là bởi vì trong kho hàng trứng gà tồn kho cũng diệt đi hơn nửa duyên cớ, hai ngày nay lâm niệm công tác cùng sinh hoạt đều rất dễ dàng, còn lại hơn 5 vạn cái trứng gà, nàng tịnh không vội vã bán đi. Dựa theo lúc trước đi hổ thị tình huống, chỉ cần nàng giá cả hơi hơi thấp một chút, một ngày bán ra mấy vạn cái trứng gà hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi nàng ở chi hậu một đoạn thời gian, khả năng đều sẽ không lại đi thu trứng gà. Ăn xong điểm tâm, nàng không có tượng trước nhất dạng đi ra ngoài bán trứng gà, mà là đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua chút bản thân muốn ăn món ăn, thừa dịp khoảng thời gian này không có áp lực gì, làm thêm một ít món ăn đặt ở trong kho hàng. Lần này mua thức ăn, Lâm Niệm đầy đủ bỏ ra gần trăm khối, mặc dù bào đi nàng lén lút bỏ vào trong kho hàng này chút món ăn, còn lại những thức ăn này cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Cũng may nàng hiện tại là đầu bếp, người thân cận đều biết chính nàng ở nhà một mình thời điểm cũng cần luyện tập trù nghệ, thật không có nhân kinh ngạc nàng mua như thế nhiều món ăn vấn đề. Về đến nhà chi hậu, nàng trước bay lên thổ táo hỏa, chờ thổ táo giấy lên đến chi hậu, lại dùng lấy ra một ít nát làm chi điều, nhen lửa sau đặt ở lò than dưới đáy, sẽ đem môi cầu bỏ vào. Môi cầu cần thời gian hồng lên, khoảng thời gian này nàng trước dùng thổ táo đem móng heo nấu. Hầm móng heo khe hở thời gian, nàng vừa vặn có thể dùng khí thang táo xào một ít đơn giản món ăn trong lúc nhất thời lò than thổ táo khí thang táo đều dùng lên mà làm đồng thời sử dụng này ba loại lâm niệm tư thái nhưng rất dễ dàng thậm chí còn có thời gian trích món ăn thái rau trước tiền mỹ sáng người đánh cốt giá gỗ tử tản đi một đoạn thời gian mùi chi hậu từ từ phóng tới trong kho hàng mới vừa xào kỹ món ăn bị từng đạo từng đạo đưa vào kho hàng chỉnh tề sắp xếp hảo này nếu không là chính nàng làm món ăn, đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy như thế nhiều món ăn đặt tại trước mặt, nàng e sợ không có cách nào chỉ huy ẩm thực. Trong quá trình này, lò than bên trong môi cầu đã đỏ lên. Lâm Niệm đem nồi giá đi tới, ở bên trong bỏ vào trứng gà cùng lá trà. Trứng gà chính là chính nàng trong kho hàng này chút, cho tới lá trà, là mua tiện nghi nhất này loại, nàng hai ngày trước vừa học một loại trứng luộc nước trà cách làm, vừa vặn nàng lá trà có đủ nhiều vừa vặn có cơ hội có thể thử xem. Trứng luộc nước trà đun sôi cần thời gian sẽ không quá dài, nhưng muốn ngon miệng, cần muộn thượng hơn 2 giờ mới có thể, thời gian này nấu thượng, chờ nàng khi đi làm lấy ra vừa vặn. Buổi sáng điểm ấy nhàn rỗi thời gian, lâm niệm một khắc đều không có ngừng lại. Trứng luộc nước trà, lỗ móng heo, cùng với các loại xào rau, khoảng thời gian này bởi vì bận rộn mà từ từ trở nên món ăn ít ỏi kho hàng căng tinh, lại trở thành một cái món ăn phẩm phong phú chất lượng tốt căng tinh. Sáng sớm 9 giờ 50, Lâm Niệm đúng giờ ra ngoài, ở trong vòng 10 phút bước nhanh chạy tới quán cơm, cái này cũng là nàng khoảng thời gian này tính toán đi ra thời gian, chỉ cần nàng bước tiến rất nhanh, 10 phút thời gian đầy đủ đến quán cơm, hơn nữa còn hội còn lại một phút thay quần áo thời gian. Quả nhiên, bước vào bếp sau này một khắc, nàng giơ tay lên, kim chỉ nam vừa vặn đi qua cao nhất thượng này một cách, còn sót lại một phút thời gian để nàng chuẩn bị. Quá mạnh mẽ, ta tổng thấy ngươi tạp điểm tiến vào bếp sau, nhưng cho tới bây giờ đều không có thấy ngươi đến muộn quá, lợi hại lợi hại. Ngụy Nhất Lượng không nhịn được quay về Lâm Niệm dựng thẳng lên xuất phát từ nội tâm ngón tay cái. Lâm Niệm bình tĩnh đổi hảo quần áo, đi tới kệ bếp bên cạnh. Vào lúc này trong tiệm cơm còn chưa một cái đầu bếp, bởi vì vừa tới không bao lâu, đối Lâm Niệm không quá quen thuộc vào lúc này nghe ngụy nhất lượng nói chuyện không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng lâm niệm lâm sư phó gia bên trong có rất nhiều sự đối phương hỏi một câu lâm niệm mỉm cười không có làm thêm giải thích coi như thế đi sự tình tương đối nhiều tuy rằng nàng đến thời điểm bước tiến rất nhanh vừa đi vào bếp sau thời điểm cũng thở hổn hển nhưng bất quá này một hai phân chung thì gian nàng khí tức đã hoàn toàn hòa hoãn lại nếu như không phải tận mắt nàng vào cửa thì thở dốc dáng dấp có lẽ sẽ cho rằng nàng là đi dạo tới được lúc này phía trước có tờ khai đi vào ngụy nhất lượng đi đón lại đây đem tờ khai để lâm niệm xem tiểu lâm cái này thực đơn ngươi hội đâu vài đạo lâm niệm liếc mắt nhìn tổng cộng lục đạo món ăn ta tới làm mặt sau ba đạo ba một bên lưu sư phụ nghe gật gật đầu hành này ngươi làm mặt sau ba đạo Lý sư phó ngươi làm phía trước ba đạo, chờ một lúc lại có thêm tờ khai lại đây, ta tới đón. Lý sư phó chính là vừa tới đầu bếp, nghe đến đó há miệng, lông mày cũng nhíu nhíu, do dự sau vẫn là đã mở miệng. Này vạn nhất phía trước ba đạo ta sẽ không đâu. Yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ, lưu sư phụ cười, từ nguyện nhất lượng trong tay tiếp nhận tờ khai, để hắn đi thái rau, bản thân cùng lý sư phó nói chuyện, chính ngươi xem đi, Tiểu Lâm trước đây không phải đầu bếp, nhưng nàng là cái muốn lên tiếng vào, sẽ không chọn đặc biệt dễ dàng món ăn, muốn nói độ khó, nàng món ăn có thế so với ngươi những này còn muốn hơi hơi khó một điểm. Hai người lúc nói chuyện, bếp sau bên trong vang lên lưu loát thái rau thanh. Này quán cơm không coi là nhỏ, đợi được cơm điểm thời điểm, khả năng một hơi đến cái mười mấy trác đều có khả năng, đến này thời điểm, quán cơm chuyện làm ăn sẽ đặc biệt bận biệu bất quá lúc này mới vừa mở cửa không bao lâu quán cơm chuyện làm ăn vừa lên thời gian sung túc tình huống nhiều tán gẫu vài câu vấn đề không lớn lý sư phó liếc nhìn lưu sư phụ trong tay thực đơn vừa nhìn về phía đứng ở một bên đã bắt đầu chảo nóng lâm niệm không nói gì nữa gật đầu đỡ lấy thuộc về hắn hoạt bận rộn một ngày từ một cái đơn giản vấn đề bắt đầu cho tới ấn tượng cái gì còn phải trường kỳ ở chung mới có thể biết Lâm Niệm cũng không không thèm để ý lý sư phó ý nghĩ, nàng vẫn luôn có bản thân kiên trì, mặc kệ là tiếp tục ở lại quán cơm, vẫn là đi ra ngoài làm ăn, nàng chỉ là ở làm nàng muốn làm sự mà thôi. Người khác đối nàng ấn tượng bất quá là trong cuộc sống thêm đầu, ấn tượng tốt cố nhiên hảo, nhưng nếu như là xấu ấn tượng, này nàng cũng không có cách nào, tả hữu người khác không thể thế nàng sinh sống. Liền như vậy, bình thường quá một tuần. Sau một tuần lâm niệm vẫn là mang theo đổng phúc ni đi tới hổ thị hổ thị không lớn không nhỏ nhưng lúc này thật nhiều địa phương cũng đã phồng hoa lên lâm niệm không có tượng trước nhất dạng chọn địa phương chỉ là đuổi tới chu lẫn nhau trao đổi một hồi lâm niệm ở thượng chu đổng phúc ni bán nơi bán trứng gà đổng phúc ni thì bị nàng đưa đi nàng tuần trước đi qua một người trong đó phồng hoa tiểu khu phụ cận cho tới tiêu thụ tình huống hiện tại hai mau năm phân tiền trứng gà chỉ cần hai mau tiền liền có thể mua được một cái đối mọi người mà nói mê hoặc xác thực đặc biệt lớn. Nhưng bởi vì khí trời lại so sánh với chua nóng một ít, thả mắt thấy tuần sau còn có thể càng nhiệt tình huống, trứng gà lượng tiêu thụ vẫn là chịu đến một chút tiểu ảnh hưởng. Đương nhiên, như vậy ảnh hưởng là so sánh tuần trước, dù sao nàng tuần trước đầy đủ bán 63,000 cái trứng gà. Lần này đến lúc chạm vàng, trong kho hàng trứng gà liền bán chỉ còn dư lại mấy trăm. Trứng gà không nhiều, lâm niệm đơn giản cũng không lại bán triệt để thu hồi bán trứng gà sạp hàng này vẫn là nàng lần thứ nhất ở thời gian còn chưa tới thời điểm liền dừng lại chuyện làm ăn mắt thấy cùng đổng phúc ni ước định thời gian còn sớm nàng đơn giản lái xe ở phụ cận đi dạo hổ thị nàng kiếp trước cũng là đã tới cho tới nguyên nhân cùng nàng đi đông tỉnh nguyên nhân nhất dạng bất quá bởi vì hổ thị ly gần nàng đến số lần cũng nhiều hơn chút vô hạn hảo văn đều ở Tấn Giang Văn học thành rõ ràng chỉ là 10 năm trên lệch, nàng kiếp trước mỗi lần tới hổ thị đều sẽ nhìn thấy hổ thị xuất hiện biến hóa rất lớn, mà một năm này, mới 1989 niên, cùng nàng kiếp trước nhìn thấy hổ thị vẫn như cũ có trên lệch cực lớn. Đi tới đi tới, nàng đột nhiên nhìn thấy một nhà nước có ga xưởng. Tuần trước thời điểm, Đổng Phúc Ni nên chính là ở cái này nước có ga trong sưởng mua nước có ga. Nhìn lướt qua chi hậu, nàng vốn là dự định ly khai, nhưng nhìn thấy nước có ga xưởng cửa đứng xếp hàng, mang theo vài phần lòng hiếu kỳ, nàng xuống xe, hướng về đội ngũ vị trí đi đến. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành, ngươi cũng là đến mua nước có ga sao? Làm sao không mang cái chén? Đội ngũ phía sau, có người thấy lâm niệm lại đây, dùng giày đặc phương ngôn hỏi dò. Các ngươi đều là đến mua nước có ga sao? Tại sao muốn tới trong xưởng mua nước có ga? Lâm niệm hiếu kỳ vấn đạo thử nghiệm dùng sức sẹo phương ngôn đối phương cười vừa nghe ngươi liền không phải người địa phương đến hổ thị làm công ba nơi này nhưng là địa phương tốt ngươi ở chỗ này thường làm công đắc ký một cái trong tiểu điếm nước có ga liền này loại bình lớn tính cả chiếc lọ hiện tại đắt bốn mao tiền một bình uống xong nước có ga đem chiếc lọ trả lại mới có thể đổi về một mao tiền này trong xưởng nước có ga tiện nghi a liền bình lớn nước có ga này sao nhiều chỉ cần hai mao tiền là có thể, tính toán một chút còn có thể tiết kiệm được một mao tiền đâu. Lâm Niệm bỗng nhiên tỉnh ngộ, luôn mồm nói tạ. Cảm tạ đại tỷ. Không trách thượng chu động phúc ni lúc trở lại này sao kích động, hóa ra là được tiện nghi, bất quá này thời điểm các nàng trong lòng đều vội vã trở lại tính sổ, tịnh không có tán gẫu quá nhiều nước có ga sự, lâm niệm cũng không biết nơi này đầu tình huống. Nghĩ, nàng nhìn về phía nước có ga xưởng cửa lớn, nhìn chung quanh một chút sau đó xuyên qua xếp hàng đám người đi tới phía trước nhất vì để tránh cho bị hiểu lầm nàng cố ý đem hai tay chắp ở sau lưng khiến người ta thấy rõ nàng trong tay tịnh không có mang theo có thể trang nước có ga lọ chứa quả nhiên nàng động tác tuy rằng để trong đội ngũ có chút gây rối nhưng rất nhanh âm thanh liền bình ổn lại đại gia vẫn như cũ đứng xếp hàng chờ đến phiên bản thân tiếp nước có ga lâm niệm đi tới phía trước nhất nhìn quanh một vòng Tìm xe 6E51 cái nhìn qua có chút uy nghiêm người, trực tiếp mở miệng. "Ngươi hảo, nếu như ta muốn mua tương đối nhiều nước có ga, nên muốn tìm ai?" Ánh mắt của đối phương nhìn sang, trên dưới nhìn quét Lâm Niệm, ở Lâm Niệm trên khuôn mặt dừng lại hồi lâu, khẽ cau mày sau vấn đạo. "Tương đối nhiều là bao nhiêu?" Lâm Niệm mỉm cười, chỉ vào đứng ở cách đó không xa xe. "Này là ta xe, nếu như có thể" Mặt lên một xe nước có ga trở lại cũng không có vấn đề gì. Đối phương cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại xe vận tải gián dấp sau, cuối cùng cũng coi như xác nhận lâm niệm không phải đang nói đùa, vẻ mặt hòa hoãn. Hành, ngươi cùng ta vào đi. Lâm niệm nhẹ nhàng nở nụ cười, theo đối phương tiến nhà xưởng, mà nàng hai tay, vẫn như củ bối ở phía sau. Được côn vất bằng TTV Translate. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video